MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 21. Hai người một đuổi một chạy, chạy đến phường Duyên Khang, chợt thấy phía trước nhốn nháo, gần 300-400 người đứng ở đằng trước, hai huynh đệ vội dìm ngựa lại. Trên đường đuổi nhau đến chỗ này, Lý Bá Hiên đã quên mất nguyên nhân đuổi theo đại ca, lúc này nhìn người phía trước nhốn nháo, thì nghển cổ, kinh ngạc nói. Ôi, sao nhiều người ở đầu đường thế, có gì náo nhiệt để xem nhỉ? Lý Bá Hào tự đoán. Hẳn là nhà người ta đang làm đám cưới. Lý Bá Hiên cự lại. Sao không nói là làm tang sự đi? Lý Bá Hào giận nói. Làm tang sự tại sao không ai giải tiền vàng bạc, tại sao không ai thổi kèn tang? Lý Bá Hiên nói. Huynh nói là chuyện vui, nhưng cũng không ai thổi kèn chống gì, không phải là huynh vô lý hả? Lý Bá Hào nói. Vậy ngươi nói xem, nhiều người đứng ở trên đường như vậy không phải tang sự, cũng không phải hỷ sự, vậy là chuyện gì? Chẳng lẽ là dỗi dãnh mà đứng ở đó? Lý Bá Hiên nói. Huynh tức giận thật vô lý, nói hỷ sự cũng là huynh nói tang sự là đệ, vậy mà đệ nói huynh lại phản bác. Lý Bá Hào tức lên. Đồ tang đâu, tiền vàng đâu? Lý Bá Hiên cũng tức lên. Nếu là hỷ sự, thì cũng đã có tiếng kèn trống rồi, không phải hỷ sự, vậy khẳng định là tang sự. Lý Bá Hào cười nhạt. Đồ tang đâu, tiền vàng đâu? Lý Bá Hiên nói. Đây đều là bằng hữu thân thích ở đó chờ lão thái gia nhà họ tắt thở, chỉ cần đoạn khí một cái là lập tức cử hành tang sự, có được hay không? Gã vừa dứt lời, chỉ thấy 100-200 người phía trước quỳ xuống, chỉ còn lại 100-200 người đứng ở ven đường vây xem. Lý Bá Hiên mừng rỡ, dùng roi ngựa chỉ về phía trước, nói. Huynh nhìn đi, người đã chết, giờ mọi người sắp khóc rồi đấy. Vừa nói xong, quả nhiên có tiếng kêu gào vang lên, Lý Bá Hiên càng đắc ý. Nếch mũi lên trời, nói. Thế nào, là huynh đúng hay đệ đúng? Lý Bá Hào không cam chịu. Ngươi nói đúng, đúng, đúng. Y nghiến răng nói ra hai chữ, dám thối. Lý Bá Hiên biết đại ca chịu thua, bèn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, chúi đầu về phía trước để nhìn, bỗng cũng lắp bắp. Hắn. Chỉ thấy trong số những người phía trước đang quỳ kia, chỉ có một người đứng, không phải Lý Ngư thì là ai vào đây? Các ngươi làm gì vậy? Đứng lên, mau đứng lên. Hơn 100 người ngoài đường phố quỳ xuống, Lý Ngư kinh hãi, vội đưa tay ra đỡ. Thâm Thâm cùng Tĩnh Tĩnh quỳ xuống bên cạnh Khang ban chủ, dưới mông như bị đinh ghim phải, rất khó chịu. Hai nàng không muốn quỳ, nhưng nhìn tất cả mọi người đều quỳ, bao gồm cả người thầy Khang ban chủ, bèn theo bản năng cũng quỳ xuống theo. Giờ thấy Lý Ngư đỡ Khang ban chủ, hai nàng mới lấy lại tinh thần, đỡ Khang ban chủ đứng lên. Khang ban chủ rơi lệ, nức nở. Khang mỗ vô năng, còn hiểu lầm tiểu lang quân, nay huyết hải thâm thù của bọn ta đã được tiểu lang quân báo rồi, mà cuộc sống tương lai của bọn ta cũng do tiểu lang quân lo lắng bố trí. Lão Khang ta thật sự là xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Đừng như vậy, Khang ban chủ, ông và ta có giao tình, chớ nói như vậy nữa, kẻo tôi không trốn dung thân. Lưu đại ca, Hoa Lâm, các người đứng lên đi, tất cả mọi người đứng lên đi. Lý Ngư khó khăn kéo mọi người đứng lên, nhìn hơn 200 người kia, nhất là trong đó còn có người già, trẻ nhỏ, phụ nữ thì không khỏi nhức đầu. Sao mọi người đều tới đây hết thế? Phủ đệ này dù rộng lớn nhưng cũng không chứa được nhiều người như vậy đâu, hơn nữa đây cũng không phải là nhà ta. Hắn cười gượng, Khang ban chủ lấy tay áo lau nước mắt, cười nói. Bọn ta từ sáng đã chờ ở đây, chỉ mong nói được tiếng cảm ơn với tiểu lang quân chứ nào dám quấy nhiều gì nhiều. Đã cảm ơn tiểu lang quân được rồi, trong lòng bọn ta yên tâm nhiều rồi, giờ cũng nên quay về. Tiểu lang quân bận rộn cả ngày, quả thật vất vả. Lúc mọi người quỳ xuống, Trần Phi Dương chạy vội vào trong đám đông đứng xem, lúc này bèn lạch bạch vừa chạy tới vừa quẹt bùn trên giày đi. Người ta quỳ với Lý Ngư, người hiểu chuyện cũng sẽ tránh vội để khỏi phải thụ lễ không phải dành cho mình. Nhưng Trần Phi Dương biết điều như vậy lại bởi một nguyên nhân khác. Y cho rằng mình thuộc hạng người hèn mọn. Nhiều người quỳ lạy, mình không có phúc duyên thâm sâu, bị nhiều người quỳ lạy như thế sẽ bị tổn thọ. Khi tất cả mọi người đứng lên, Trần Phi Dương mới đến gần Lý Ngư, trong tay còn ôm chiếc giày ống của hắn. Chiếc giày ống tuy chỉ còn một chiếc, nhưng cũng không thể vứt. Phải biết rằng giá một đôi giày không hề rẻ, hơn nữa giày ống thời này không phân trái phải,
Đến lúc đó cầm chiếc giày này đi tìm thợ giày làm thêm một chiếc, vậy là đủ một đôi rồi. Giày của thời này là giày được tuyên chế làm hai chiếc, không phân biệt trái phải, được gọi là chính cước hài, hoặc trực cước hài. Lúc thử giày, mọi người sẽ thử chân trái trước, bởi vì chân trái bình thường lớn hơn so với chân phải. Nếu như chân trái có thể đi vừa, vậy thì chân phải nhất định vừa. Điều này cũng là để tiết kiệm. Người có thân phận khác nhau thì đi giày khác nhau, bất kể là màu sắc hay là kiểu đều không giống nhau, bởi vì cổ nhân cho là giày uyên ương, không sạch, chỉ có người cùng khổ mới đi. Tỷ như thời Tây Tấn, quan phủ cường lệnh con buôn đi giày uyên ương, một chiếc đen, một chiếc trắng, không chỉ màu sắc, hoa văn, hình dáng cũng khác nhau. Mà thời này con buôn đều là nhân vật vừa dính đến phỉ vừa dính đến quan, cho nên sau này liền đem quan hệ hai bên gọi là hắc bạch lưỡng đạo. Trần Phi Dương ôm giày như ôm thần tài ra, cười cung kinh đi tới, nói. Hôm nay tiểu lang quân vất vả rồi, đi tuần sát ở đường lớn số 9 khu phố 13 còn suýt nữa bị ngộ thương do thương nhân tranh chấp nhau. Khang ban chủ, Lưu Vân Đào hoảng sợ, vội vàng nhìn Lý Ngư. Lý Ngư vội nói. Cậu ta chỉ thích khoa trương thôi, mọi người đừng lo lắng. Hắn dừng lại, nhìn đám đông, kéo Khang ban chủ, lại ra hiệu cho Lưu Vân Đào cùng Hoa Lâm sang một bên, thì thầm. Liên quan tới việc an trí cho người của Câu Lan Viện, trong lòng ta đã có tính toán hết rồi, lúc này quay về là để bàn tính chuyện này. Các người để nhiều người đứng ở đây rất bất tiện, cứ về đi, khoảng 3 ngày nữa chỗ ta sẽ có an bài đâu vào đấy. Khang ban chủ gật đầu liên tục. Tiểu lang quân yên tâm, chúng ta tới cũng để quỳ cảm tạ. Giờ đã hoàn thành tâm nguyện, có thể nhẹ nhõm yên tâm rồi. Ông vỗ ngực mình một cái, nói tiếp. Giờ ta lập tức dẫn họ trở về, không làm phiền ở đây nữa. Lý Ngư gật đầu, quay sang nhìn Lưu Vân Đào và Hoa Lâm. Lưu Vân Đào hai mắt đẫm lệ, chỉ chắp tay với hắn, không nói gì. Lưu Vân Đào vốn cũng không giỏi nói chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt kích động của ông ta, chỉ sợ Lý Ngư chỉ vào cống ngầm, ông ta cũng không do dự mà nhảy vào ngay. Hoa Lâm cũng chắp tay với Lý Ngư cũng không nói gì, nhưng mặt thì trắng bệch, môi run run, mãi lâu mới nói được một câu. Tiểu lang quân, cha ta đã tha thứ cho ta rồi, ta có thể về nhà rồi. Ta ở phường Duyên Khang, chỉ cần ngươi có gì cần làm, cứ cho người đến Hoa phủ báo ta một tiếng là được. Lý Ngư cũng vui mừng thay cho gã, gật đầu liên tục nói. Tốt quá, tốt quá. Khang ban chủ lập tức dẫn mọi người Câu Lan viện vừa nói cảm tạ vừa ra về. Những hán tử, phụ nhân còn có người già, trẻ nhỏ đều liên tục cảm tạ, chắp tay hoặc dập đầu, làm cho Lý Ngư hết sức lúng túng. Khó khăn lắm mới ứng phó được mọi người, để mọi người ra về, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc hắn phát hiện Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh một trái một phải đứng ở sau lưng mình, Trần Phi Dương ôm giày đã bị đẩy sang một bên rồi. Trần huynh nào cam lòng bị đẩy đi, chẳng qua người ta là đàn bà con gái, hơn nữa lại rất xinh đẹp, Trần huynh lại thông minh lanh trí, giữa họ, vĩnh viễn sẽ không tồn tại quan hệ cạnh tranh gì. Lý Ngư nhìn Thâm Thâm cùng Tĩnh Tĩnh, Thâm Thâm lập tức nói. Chúng tôi vẫn muốn ở lại đây. Tĩnh Tĩnh nói. Đại nương và các tường tỷ yêu thích chúng tôi, thêm nhiều người càng vui vẻ. Lý Ngư còn chưa và tiếp lời, Trần Phi Dương đã tiến lên nói. Tiểu lang quân, bên cạnh Thường lão đại có một đôi tỷ muội sinh đôi, nay tiểu lang quân là trưởng chợ Tây, đứng đầu trong thập lục hàng, bên mình cũng phải có hai vị cô nương xinh đẹp theo hầu mới phải đó ạ. Đúng vậy, đúng vậy. Thâm Thâm, Tĩnh Tĩnh cùng đồng thanh lên tiếng. Lại nhìn sang Trần Phi Dương, lập tức cảm thấy vị Trần huynh này rất vừa mắt, ngay cả chân bị dính đất bẩn cũng rất đáng yêu. Lý Ngư nhìn Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh cũng nhìn hắn chăm chú. Lý Ngư hỏi, các cô, biết võ công không? Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh cùng lắc đầu. Lý Ngư lại hỏi, vậy các cô, biết chữ không? Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh tự ti cúi gằm mặt xuống. Lý Ngư ngửa mặt lên trời thở dài, nữ thư ký của người ta vừa giỏi văn lại vừa giỏi võ, thư ký của mình thì vừa giỏi ăn lại vừa giỏi ngủ, cách biệt một trời một vực như thế, chẳng lẽ còn muốn mình phải diễn vai tổng tài bá đạo của chợ Tây? Trần Phi Dương cười nói, tiểu nhân biết chữ, có một số thứ tiểu nhân cũng làm được. Hai vị cô nương này, ta cảm thấy dù gì cũng có chỗ hữu dụng. Tĩnh Tĩnh gật đầu liên tục. Đúng vậy, vừa rồi ngươi đi Đông Ly Hạ. Chẳng phải chúng tôi cũng có tác dụng đó sao? Lý Ngư nhìn Thâm Thâm một cái, Tĩnh Tĩnh vội vàng che miệng. Lý Ngư nói, thôi được, các cô đi theo ta. Phi Dương. Trần Phi Dương vội vàng tiến lên một bước. Có tiểu nhân.
Lý Ngư nói, tìm một vị tiên sinh Tây Tịnh để dạy họ biết chữ, đọc sách. Trần Phi Dương vội vàng đáp. Vâng. Lý Ngư thầm nghĩ, bà nội nó, không thiện văn cũng chẳng biết võ, còn bắt ta phải dạy bảo nữa à. Không chỉ họ, ngay cả các tường cũng không biết chữ, sao bên cạnh mình toàn người mù chứ vậy. Mình cần phải lập chế độ khích lệ mới được, để mấy cô nàng ấy tích cực học tập. Tiếc là, không có cách nào tốc thành được, mình chỉ có thể ở Trường An hơn 2 tháng thôi, dạy cho họ cũng không có tác dụng gì mấy. Hắn thầm than thở, đi đến cửa phủ, Thầm Thầm cùng Tĩnh Tĩnh theo sát. Đối với việc đi học, hai nàng vẫn rất khát khao, ở thời đại này, cơ hội đi học cực kỳ hiếm có, hai nàng cầu còn không được. Đúng lúc, Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên dắt ngựa đi tới. Lý Bá Hạo cười to. Tiểu Lang Quân, vẫn khỏe chứ hả? Lý Bá Hiên nói. Sơn Thủy Hữu Tương Phùng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lý Ngư thấy hai người thì vui mừng, giống như một người đang buồn ngủ hai mắt díp lại thì đột nhiên có người dâng tặng một chiếc gối ôm, hơn nữa còn là cái gối ôm rất lớn. Ai nói không có người nào để dùng, hai tên lao công này vừa giỏi văn lại vừa thiện võ đấy. Lý Ngư lập tức nhiệt tình lao đến ôm lấy Lý Bá Hiên thật chặt. Ha ha, Bá Hạo huynh, huynh vẫn khỏe chứ? Lý Bá Hiên nói. Ta là lão nhị, ta là Bá Hiên đây. Lý Ngư mặt không đổi sắc, nói. Ta biết, ngươi mà ta còn không nhận ra hay sao? Ta không có ba đầu sáu tay, đành phải ôm ngươi làm lễ rồi đồng thời chào hỏi lệnh huynh. Hè hè. Nói xong, hắn buông ra, lại thắm thiết ôm Lý Bá Hạo một cái. Thấy Lý Ngư thân thiết như vậy, huynh đệ Lý thì cảm thấy ấm áp trong lòng. Đâu ngờ Lý Ngư đen tối đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giữ hai người họ lại làm việc cho hắn rồi. Lý Ngư nhiệt tình nói. Ôi chà, hai người sao lại tới đây vậy, Nhậm Thái Thú đi nhậm chức rồi à? Có thể gặp hai người ở đây, ta rất vui. Nào nào nào, mời vào trong phủ, tối nay chúng ta không say không nghỉ. Lý Bá Hạo cười nói. Được, có thể gặp ngươi ở đây, chúng ta cũng rất vui. Ấy, chưa bao lâu mà ngươi đã có một tòa nhà lớn ở Trường An rồi à? Giỏi lắm, giỏi lắm. Người bên ngoài chỉ thấy tòa nhà này khá lớn, tu sửa lại không tinh mỹ, nhưng Lý Bá Hạo xuất thân môn phiệt cao tính, liếc mắt một cái là nhận ra bên trong tòa nhà này rất có nhiều thứ nghiên cứu. Lý Bá Hiên thì nhìn Thâm Thâm, Tĩnh Tĩnh và Trần Phi Dương, khen. Lý huynh thật là có phúc, đi tới đâu cũng đều có mỹ nhân. Hai vị cô nương này này xinh đẹp thanh tú, thật là... Lý Bá Hiên nhìn Trần Phi Dương, quả thực không biết nên khen y thế nào, đành nói. Vị nhân huynh này, cử chỉ kỳ dị, hành vi đặc biệt, nghĩ ắt cũng là nhân vật bất phàm. Lý Bá Hiên khen một câu, ba người kia mặt mày hớn hở. Lý Ngư đảo trong mắt, ra vẻ rừng rưng nói. Hai vị cô nương này là thị nữ thiếp thân của ta, văn cũng được, mà võ cũng khá, là cánh tay trái phải đắc lực của ta. Còn vị Trần huynh Trần Phi Dương kia chính là kỳ nhân nổi tiếng ở phố chợ, bày mưu lập kế, hung tàng giáp binh, là đệ nhất phụ tá dưới quyền Lý Mỗ, Trần Quân Sư. Thâm Thâm, Tĩnh Tĩnh cùng Trần Phi Dương vừa nghe Lý Ngư nâng cao giá trị con người của mình như vậy, tức thì cử chỉ trở nên đoan trang, lời nói cẩn trọng, chỉ sợ làm mất thân phận cao quý mà Lý Ngư ban cho. Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên lại không biết Lý Ngư đang đào hố cho họ nhảy vào, nghe hắn nói như vậy. Sự kính trọng đối với ba người kia càng tăng lên vài phần. Chỉ có điều, họ vừa vào viện tử nhất tiến, Trần Phi Dương đã làm mọi người một phen khiếp vía. Trần Phi Dương chân trần đi vào viện, vừa nhìn thấy thùng nước để ở miệng giếng thì vui vẻ đi tới đó, còn rất chú ý phong phạm nhịp bước vững vàng, cử chỉ đoan trang. Nhưng lúc y múc mấy gáo nước từ trong thùng để rửa sạch bùn đất ở chân, lại bất ngờ trượt chân một cái. Dọc bên giếng vốn đã có rêu xanh chân nhẵn, Trần Phi Dương giơ một chân lên để dội nước vào, dưới chân mất trọng tâm, y kêu lên một tiếng, hai tay giang ra vung vẩy. Hai cánh tay của y vung vẩy như quạt gió, gáo trong tay tuột ra bắn ra xa, mà y rốt cuộc không giữ được cơ thể đang đổ nghiêng, dưới ánh mắt của nhiều người, chỉ thấy vị kỳ nhân phố chợ này kêu to thảm thiết. Cứu với! Sau đó thì ngã vào trong giếng. Bữa tối, nhân khẩu của Dương Phủ tăng mạnh. Phan Thị, Lý Ngư, Cát Tường, Thâm Thâm, Tĩnh Tĩnh, Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên, Trần Phi Dương. Ngồi đông đủ. Thức ăn rất phong phú, là Phan Thị cùng Cát Tường nấu nướng bày biện. Dĩ nhiên, đồ ăn trong nhà cũng không được chuẩn bị đầy đủ như thế, nhưng do Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh cũng xung phong nhận việc chạy đi mua rất nhiều nguyên liệu nấu nướng về, nên đồ ăn mới phong phú như thế. Hai cô nàng này mua đồ ăn cơ bản đều là thịt béo,
Cũng may thời này cũng không phải là nhà nào cũng dư giả để ngày ngày ăn thịt, cho nên không ai thấy chán ngấy cả. Cho dù là huynh đệ Lý Thị, mặc dù xuất thân đại tộc, không lo ăn mặc, chẳng qua họ đang lúc chán niên, bởi vì tập võ tiêu hao rất lớn, bao tử rộng, cho nên tất cả đều vui vẻ. Lý Ngư nhận ra trong mọi người thì Cát Tường là vui nhất, bởi nhiều người nên rất náo nhiệt. Từ khi Lý Ngư đến Trường An, nàng không đi làm việc, không xuất đầu lộ diện nữa, nhưng vì vậy, nàng lại không có việc gì để làm, quá nhàn nhã. Nàng ở nhà chỉ giúp mẹ chồng tương lai quét nhà, rửa bát, ngoài ra thì cũng không có việc gì khác để làm. Đối với một cô gái trẻ tuổi khỏe mạnh quen tay quen chân làm việc như nàng mà nói thật sự là khó chịu. Lý Ngư là người có tư tưởng đời sau, rất hiểu sự khó chịu trong lòng nàng, nên đã âm thầm có quyết định an bài đối với nàng, có điều gấp gáp quá cũng không thể giải quyết được vấn đề của Cát Tường, mà vấn đề của huynh đệ Lý thì gấp gáp hơn. Lý Ngư liếc mắt ra hiệu với Trần Phi Dương ngồi bên cạnh. Trần Phi Dương bị người ta lôi từ trong giếng ra, tạm thời mặc quần áo cũ của Dương Tư Tề hiểu ý, lập tức phối hợp diễn song hoàng với Lý Ngư. Trần Phi Dương lau miệng, tán thưởng. Thì ra hai vị tiểu lang quân đây là người Lý gia Lũng Tây. Lý Bá Hạo cười với y. Trần Phi Dương nói, hai vị tiểu lang quân lần này vào kinh hẳn là để thi khoa cử đúng không? Lý Bá Hiên mặt mày hớn hở. Hắc, sao ngươi lại biết thế? Lý Ngư cùng Trần Phi Dương cùng đồng thời ngây ra, thật sự vào kinh để thi ư? Họ không phải là giỏi võ rốt văn hay sao? Câu trả lời này thật không hợp với dự đoán rồi, vậy tiếp theo phải làm sao đây? Trần Phi Dương vừa đầy ánh mắt cầu xin giúp đỡ cho Lý Ngư, Lý Bá Hiên đã nói. Nhưng mà, đây chỉ là cách nói lừa gạt người nhà của chúng ta mà thôi. Chúng ta nói muốn tới kinh thành để thi khoa cử, cha ta rất vui, liền vội cấp cho chúng ta một khoản tiền lớn, để chúng ta có lộ phí đi thi. Lý Bá Hạo ở hơi rượu. Nhưng, huynh đệ chúng ta cầm sách lên đọc là thấy nhức đầu. Bình sinh chí hướng chính là làm một hiệp khách tung hoành thiên hạ, làm sao có thể đi thi khoa cử được. Lý Bá Hiên nói, đúng thế đấy, nhớ thi đậu rồi thì phải làm sao đây, chúng ta vẫn luôn nghĩ nếu bắt chúng ta mặc quan bào, miệng thì chi hồ giả giá, ngày nào cũng xử lý công văn đã thấy trong lòng run sợ rồi. Đó không phải cuộc sống con người mà. Mọi người nghe Lý Bá Hiên nói vậy không khỏi trố mắt nhìn nhau, câu nói có vẻ buồn cười này thật không thể cười nổi mà. Lý Bá Hạo nhìn sắc mặt mọi người, buông ly rượu, tự đắc nói. Mọi người không tin, huynh đệ chúng ta không thích đọc sách, không thích câu nệ không giả nhưng cũng không phải là kẻ vô học. Hai chúng ta cũng đều là lấy danh nghĩa sinh đồ vào kinh để đi thi đấy. Trần Phi Dương từng đọc sách, vừa nghe đã hiểu, cái gọi là sinh đồ là chỉ học trò do quan học cử tới, do châu huyện tiến cử gọi là hương cống. Họ là sinh đồ, hiển nhiên là từng học ở học phủ nào đó tại Trường An. Thời đường học sinh dự thi sẽ tới từ hai phương diện này, không có phương thức khoa khảo từ thấp tới cao như học sinh, tú tài, cử nhân, tiến sĩ. Thời này cũng có cách gọi tú tài, có điều thân phận này cũng phải vào kinh đi thi mới đạt được. Hơn nữa lúc đó địa vị và danh vọng của tú tài cao hơn tiến sĩ và minh kinh hai khóa thi. Bởi vì tú tài thi khó khăn hơn, rất nhiều học trò tài giỏi cũng không dám thi tú tài mà chỉ thi tiến sĩ. Mà thi tiến sĩ học vấn kém hơn chút sẽ thi minh kinh. Nếu ai có thể thi được tú tài, mới thật sự là người tài giỏi. Trần Phi Dương cười mấy tiếng, nói. Đúng thế, hai vị tiểu lang quân là cao môn Lý Thị Lũng Tây, muốn mưu một thân phận sinh đồ dĩ nhiên dễ dàng. Chỉ một câu nói của lệnh tôn, người khác học hành cực khổ một đời cũng không có được tư cách, hai vị tiểu lang quân chắc sẽ thi đậu ngay. Trần Phi Dương dù cất giọng hâm mộ, nhưng nào ai nghe lọt cho được. Trên mặt Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên đều cứng ngắc lại. Mặt sầm xuống, trợn mắt nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Chúng ta dù ghét đi học, nhưng cũng không phải vô học. Thân phận sinh đồ của chúng ta là do thực lực thi được chứ không phải cậy nhờ ra thế đâu. Trần Phi Dương cười khan nói. Hai vị tiểu lang quân hiểu lầm rồi, các ngươi nói dĩ nhiên ta tin, hai vị tiểu lang quân nhất định là thi được. Tuy y nói thế nhưng biểu hiện của y lại không như vậy. Không chỉ y, biểu hiện của mấy người Cát Tường, Phan Thị, Thâm Thâm, Tính Tính cũng giống nhau, trên mặt đều viết ba chữ rất to ta không tin. Huynh đệ Lý thì tức giận nhưng lại không thể nào giải thích được với mọi người, tâm trạng sa sút không muốn ăn, rượu cũng không buồn uống. Cát Tường thấy vậy vội giảng hòa. Hai vị tiểu lang quân, thân phận sinh đồ không phải dựa vào bản lĩnh để thi được cũng không sao, hai vị trí ở tung hoành thiên hạ, đi học vốn cũng không phải là chí hướng của hai vị đó sao.
Câu nói này bảo là giúp mọi người giảng hòa, nhưng nghe như là... Nào khiến mọi người thoải mái chứ? Hai huynh đệ đang buồn bực, Thâm Thâm cô nương lại tỏ vẻ hâm mộ. Đúng thế, làm mọt sách có gì tốt, ta thích những đại anh hùng khoái y ân cừu, hai vị tiểu lang quân hành hiệp giang hồ, trừ gian diệt ác, nhất định đã từng làm được rất nhiều chuyện lớn rồi đúng không? Ặc, Lý Thị Song hùng mặt đần ra, mà ba vị cô nương xinh đẹp cắt tường, Thâm Thâm, Tính Tính không hẹn mà cùng tỏ vẻ kính nể sùng bái nhìn hai người. Bị ba cô gái dung mạo xinh đẹp quyến rũ như vậy nhìn chăm chú, Song hùng Lý Thị cảm thấy như bị núi lớn đè xuống. Lý Bá Hạo lắp bắp. À, đúng vậy. Chúng ta ở Lợi Châu, đã từng giúp Võ Đại Đô Đốc phá vỡ âm mưu hành thích của Thích Khách. Lý Bá Hiên thở phào nhẹ nhõm, lập tức khoe khoang. Phụ cận đại trấn quan Lũng Hiếu, chúng ta còn từng đánh bại một nhóm mã phỉ từng muốn giết Nhậm Thái Thú. Dứt lời, huynh đệ Lý Thị hết cầm lên, vẻ rất đắc ý, biểu lộ, mau khen ta đi, mau khen chúng ta đi. Phan Ngương Tử gật đầu liên tục, nói. Việc này thì ta biết, hai vị tiểu lang quân từng là hộ viện bảo gia của Võ Đô Đốc, thì ra sau đó hai người lại bảo vệ Nhậm Thái Thú à. Nụ cười của huynh đệ Lý Thị cứng đờ, ba cô em cắt tường, Thâm Thâm, Tính Tính lập tức tỏ vẻ thất vọng tràn trề. Thì ra các ngươi là hộ viện bảo gia cho quan lại, thế mà chúng tôi còn tưởng là hiệp khách giang hồ chứ. Ba cô nàng nâng ly lên mời rượu nhau, không nhìn huynh đệ Lý Thị lấy một cái. Huynh đệ Lý Thị mặt đỏ bừng, ngượng ngùng. Lý Ngư nghiêm mặt, khiển trách. Sao lại nói thế, cái gì mà hộ viện bảo gia, các cô có biết, người mà hai vị tiểu lang quân đối phó cũng là cao thủ nhất đẳng trong giang hồ không? Huynh đệ Lý Thị nào biết tất cả mọi người đều đã bị Lý Ngư xúi giục, liên thủ để bẫy bọn họ, tức thời coi Lý Ngư là người tốt, cảm kích nhìn hắn, chỉ hận không thể lấy thân báo đáp được. Lý Ngư tiếp tục nói. Cũng bởi hai vị tiểu lang quân xuất thân cao quý, nên vẫn chưa có cơ hội bước chân vào giang hồ thật sự mà thôi. Nếu có cơ duyên như vậy, ta dám nói, không tới 3 năm, hai vị tiểu lang quân sẽ danh chấn giang hồ, tứ hải hào kiệt không ai là không biết đến kỳ danh của hai vị. Chi kỷ, chi kỷ. Huynh đệ Lý Thị cảm động rơi nước mắt, lập tức rót rượu, chuẩn bị kính Lý Ngư một ly. Nhưng họ mới vừa bưng ly rượu lên, Trần Phi Dương đã nói. Ây, giang hồ chân chính và làm việc cho quan phủ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hai vị tiểu lang quân võ nghệ cao cường, ta tin, thật sự bước vào giang hồ, chưa chắc sẽ không mặt xám mày cho đâu. Nghe nói trước đó có hai vị cao thủ giang hồ xông vào Đông Ly Hạ, kết quả bị thất bại không còn manh giáp, bỏ chạy mất mạng, chính là bằng chứng đấy. Cát Tường bỗng nhiên vui vẻ nói. Đúng rồi, tiểu lang quân, không phải huynh đảm nhiệm trưởng chợ Tây hay sao? Sao không dẫn hai vị tiểu lang quân để cho họ tiếp xúc với giang hồ chân chính? Sắc mặt Lý Ngư sầm xuống, nói. Hừ, nói lung tung. Chỗ ta quản, tuy là giang hồ, nhưng cũng chỉ là mảnh đất nhỏ, nào có thể chứa nổi hai vị tôn thần đây? Hai vị tiểu lang quân là đại anh hùng sắt trá phong vân, khiếu ngạo thiên hạ, há có thể hạ mình ở lại? Thật hiểu ta. Huynh đệ Lý Thị càng coi Lý Ngư là chi kỷ của chi kỷ, lập tức nâng ly. Lý tiểu lang quân, chúng ta kính. Hai người còn chưa nói hết, Thâm Thâm đã giành nói. A, một nơi không trị được, thì sao trị được thiên hạ quốc gia? Nói xong, Thâm Thâm lập tức thầm đắc ý, câu này tiểu lang quân dạy mình nhớ lào lào không thiếu một chữ. Ái chà, đi học thật là tốt, một câu nói ra khác hẳn bình thường, hì hì. Lúc này, nàng hoàn toàn không nhớ đến chuyện mình vẫn luôn thích người lớn tuổi rồi. Tính Tính cong miệng lên. Nghĩ thầm, tỷ tỷ quá ghê gớm, dám giành nam nhân của mình mà mình đang vất vả theo đuổi. Nhưng nàng cũng không thể làm gì khác hơn là hùa theo Thâm Thâm, nói. Đúng thế, nếu như ngay cả một chợ Tây nhỏ bé này mà cũng không chấn áp được, còn nói gì xông xáo thiên hạ. Lý Ngư lườm nàng, nói. Người ta là hạng nhân vật bực nào chứ, là đệ nhất cao môn Lũng Hữu đấy, nào có thể hạ mình làm việc dưới quyền ta được. Hai cô không biết trời cao đất rộng. Chớ nói những câu như vậy nữa. Hắn còn chưa nói hết, Lý Bá Hạo đã nặng nề đặt ly rượu xuống, nói to. Vị cô nương này nói có lý, nếu như một chợ Tây nhỏ bé này mà chúng ta cũng không chấn áp được, còn nói gì xông xáo thiên hạ. Lý Bá Hiên thì uống một hơi cạn sạch, hào khí bừng bừng nói. Đúng, chúng ta sẽ đi theo ngươi làm việc, giang hồ chân chính ư, hừ hừ, dựa vào bản lĩnh của huynh đệ chúng ta không tin không làm được việc lớn. Lý Ngư khoát tay lia lịa, nghiêm mặt nói. Không thể, không thể,
Hai vị là cao môn lũng hiếu, ta nào có thể chỉ đạo được, hại chết ta đó, hại chết ta đó. Lý Bá Hào cả giận nói. Đừng nhắc mấy cái câu cao môn lũng hiếu nữa. Huynh đệ chúng ta xông xáo giang hồ, cái dựa vào cũng không phải xuất thân gia môn gì cả. Chúng ta đi theo ngươi làm việc, trời muốn theo ngươi làm việc, ngươi không muốn cũng không được. Không chỉ là một chợ Tây nho nhỏ của Trường An thôi sao, ta không tin, hai giang long chúng ta không xử lý cái cống ngầm tép diêu này. Lý Ngư khó xử. Vậy, có vẻ không ổn đâu. Lý Bá Hiên nói lớn. Ổn, rất ổn, cứ quyết định như vậy. Nếu chúng ta ở chợ Tây không làm nên việc, thì lập tức phong kiếm về nhà đi học, từ nay về sau an phận nghe theo sắp xếp của gia đình, khoa khảo tổng sĩ, không bao giờ nói chuyện giang hồ nữa. Trần Phi Dương vỗ tay khen. Hai, ta tin tưởng, dựa vào bản lĩnh của hai vị tiểu lang quân, chỉ cần một năm nửa năm, danh tiếng có thể vượt qua kinh đô đệ nhất thiếu hiệp Nhiếp Hoan rồi. Hai kẻ ngốc nghếch kia bị lừa gạt, Lý Ngư vui mừng vô cùng, lập tức lại cho họ thêm một tầng gông xiềng, hắn thở dài. Nếu đã vậy, Lý Mỗ thật sự vui mừng, nhưng thật sự không dám giấu giếm, chợ Tây chúng ta tuy là giang hồ, nhưng vẫn có dính một chút thân phận quan phủ, tại hạ đã được ủy nhiệm làm thị trưởng chợ Tây, mà hiện tại còn đang chống hai vị trí thị thừa, phẩm chất dù không cao, dù gì cũng là quan chức, hai vị. Chúng ta không cần. Lý Bá Hào lập tức từ chối. Bị những người ngồi đây, minh ám trào phúng, một hồi, họ giờ đây rất kiêng kỵ bối cảnh quan phủ rồi. Lý Bá Hào nói. Chúng ta theo ngươi làm việc, không cần quan chức, không lấy xuất thân, chỉ dựa vào bản lĩnh của bản thân, để xem cái giang hồ này chẳng lẽ chúng ta không đứng vững gót chân được ư. Lý Ngư khổ sở nói. Giang hồ không dễ vào nha, hay vì không cần quan chức, đó chính là thân tự do. Nếu như không thích, nói đi nói lại, chỗ Lý Mỗ. Lý Bá Hiên trợn mắt nói. Đại trượng phu một lời hứa ngàn vàng, sao có thể không giữ lời chứ? Hai huynh đệ ta thề ở đây, lần đi chợ Tây, cống hiến với ngươi, cam tòng khu sách, trừ phi ngươi mở miệng, huynh đệ ta tuyệt đối không bỏ đi. Lý Bá Hào cũng huyết khí dâng trào, lập tức giơ ba ngón tay lên giống Lý Bá Hiên, cao giọng tuyên thệ. Hai người thề xong, cũng không thả tay xuống mà đưa ánh mắt khiêu khích nhìn sang mấy người Trần Phi Dương, Cát Tường, thấy mấy người đã bị mình chấn nhiếp thì trong lòng vô cùng đắc ý. Đúng lúc này, Dương Tư Tề đi một đôi guốc gỗ bẩn thỉu, mặc một đạo phục lôi thôi, kéo cả người uể oải đi vào, trên người còn dính cả vụn gỗ bào, hai mắt lờ đờ, bưng bát cơm lên lùa xong, lại ra khỏi hậu đường. Nhìn thấy ở thượng đường có nhiều người, Dương Tư Tề giật mình, lúng túng không biết phải làm gì. Phan Nương Tử vội vàng đứng lên bước ra đón, nói nhỏ. Ông nhìn ông đi, áo choàng vừa mới làm chưa được mấy ngày, sao lại bẩn như thế? Dương Tư Tề xấu hổ cười gượng. À, ừ, mải làm việc nên không để ý, ngại quá, ngại quá. Phan Nương Tử vừa bực mình vừa buồn cười cầm lấy bát cơm trong tay ông ta, nói. Ăn no chưa? Dương Tư Tề gật đầu. Rồi, hôm nay làm việc khá vất vả, nên ăn có nhiều hơn. Phan Nương Tử thở dài nói. Hài, ông đó, được rồi, đừng bưng bát đi nữa, ngồi luôn xuống ăn cùng đi. Dương Tư Tề quen một mình nghe thế thấy không được tự nhiên, vội vàng khoát tay nói. Không, không, các ngươi ăn đi, các ngươi ăn đi, ta xới thêm rồi vào hậu viện ăn là được. Phan Nương Tử bất đắc dĩ lắc đầu, quay lại xới thêm cơm cho ông ta, gắp thêm chút thức ăn khác, sau đó đưa cho Dương Tư Tề. Dương Tư Tề nhận lấy chén cơm trong tay Phan Nương Tử, cười cười với mọi người rồi đi về hậu viện. Bá Hạo cùng Lý Bá Hiên chố mắt nhìn nhau, Lý Bá Hiên nói. Đại nương đúng là có tấm lòng nhân hậu, đối xử với người giúp việc thật là tốt. Tất cả mọi người tại thượng đường đều ngây ra, Lý Ngư ngượng ngùng nói. À, người vừa rồi đó, không phải là người ở trong phủ. Khụ khụ, thật ra bọn ta mới là người ở nhờ trong phủ, còn người kia mới là chủ nhân tòa phủ đệ này. Dương Tư Tề Dương tiên sinh. Huynh đệ Lý Bá Hạo và Lý Bá Hiên vừa rồi thề vẫn còn đang giơ tay quay sang nhìn nhau, trong lòng bỗng có chút sợ hãi, cừu chiêm thước xào, đến mức này hay sao? Ở đây chủ nhân bị ức hiếp cũng không dám bàn đến, mà ông ta vừa nói gì nhỉ, hôm nay làm việc quá vất vả, đấy là chủ nhân giúp việc cho người ở à? Hai người đồng loạt nhìn Lý Ngư, ác nô ức hiếp chủ đến mức như thế, hay chúng ta sẽ không bị ức hiếp như vậy chứ? Chợ Tây có một Lý Thanh Thiên. Thiết diện vô tư phân biệt được rõ trung thần và gian thần. Giang hồ hào kiệt tới tương trợ. Thâm Thâm cùng Tĩnh Tĩnh đứng hai bên. Lý Bá Hạo người nhẹ như yến.
Lý Bá Hiên là trang hảo hán. Lý Ngư đứng giữa đại sảnh, loại cảm giác thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái này không giống như hôm qua. Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên, Thâm Thâm, Tĩnh Tĩnh, Cát Tường, Trần Phi Dương, Hoa Lâm, Lưu Vân Đào, Khang Ban Chủ. Có những người này, Lý Ngư đã không còn cô độc như trước nữa. Cũng may, niên đại bất đồng, Lý Ngư vừa thượng vị đã chiêu mời được thân tín, trong mắt mọi người, đều là chuyện đương nhiên. Ở niên đại này, nói chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời, cho nên hệ lực gia tộc gắn bó mới mạnh như vậy, người thượng vị bổ nhiệm sử dụng thân tín lại càng bình thường. Có điều, vừa lên đảm nhiệm như Lý Ngư, ngay cả quá độ cùng quá trình vận tắc cũng không có, vừa lên đã lập tức đem tất cả người của mình tới, cũng có chút mạo hiểm. Chí ít những đầu mục lớn nhỏ kia lúc này đều vẻ đề phòng nhìn những người này. Nếu như Lý Ngư muốn lấy cường thế thay đổi nhân viên, lập nên triều đình vua nào triều thần đấy, nhất định sẽ ra chiêu đối phó cực mạnh mẽ. Lý Ngư trái lại rất bình tĩnh, hắn ngồi ở chính thượng, Thâm Thâm cùng Tĩnh Tĩnh mặc trang phục nam nhi đứng trang nghiêm sau lưng hắn, trắng ngần, mắt ngọc mày ngài, nhìn hết sức đáng yêu, nếu các công tử cậu ấm nhìn thấy chỉ sợ ai cũng phải nuốt nước bọt ừng ực. Trần Phi Dương và Cát Tường thì ngồi ở vị trí trái phải hai bên, Cát Tường cũng mặc trang phục nam nhi, giống kiểu hồ phục cổ lật nhỏ như Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh, đầu đội mũ quả dưa đẹp đẽ, tuấn tú. Chút nữa là Lưu Vân Đào, Khang Ban Chủ. Chỉ là chỗ dựa lớn nhất của Lý Ngư lại là hai người Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên. Văn có Hoa Lâm, Trần Phi Dương, võ có Lý Bá Hạo, Lý Bá Hiên, còn quen thuộc phố phường nhất là Khang Ban Chủ, Lưu Vân Đào, nội vụ có ba tiểu mỹ nhân thiếp thân, loại phối hợp này thật sự là hắc hắc hắc. Lý Ngư cười thầm ba tiếng trong lòng, sau đó lập tức nghiêm trang lại. Các vị, hôm qua tuần sát 13 khu phố, vấn đề rất hơn. Hắn trịnh trọng. Hai chợ Trường An, thì chợ Tây ta quy mô lớn nhất. Nhưng chính bởi là một nơi thương mại mậu dịch khổng lồ nổi tiếng lâu đời như vậy mà cũng là một nơi dơ bẩn, hỗn loạn, hỗn tạp và mất trị an nhất. Thật sự khiến ta rất lo lắng. Lý Ngư nhìn mọi người một cái. Không phải là lưu manh lăn lộn trong đó, không phải là đào phạm lẩn trốn trong đó, không phải là thương nhân lũng đoạn thị trường trong đó, mà là kiến trúc cùng hoàn cảnh bẩn thỉu, hỗn loạn. Hắn đầy lo lắng. Nay đang là mùa hè, các ngươi xem đường phố trong chợ đi lại bẩn thỉu cực độ, mùi hôi thối cực kỳ. Đương nhiên, Lý Ngư nhấn mạnh, ngăn đại trướng phòng đang định lên tiếng. Đây chỉ là một phần thôi, nhất là khu chợ cá cùng khu giết mổ và khu chim chóc, có một số ít khu tương đối sạch sẽ. Thế nhưng, chính những khu bẩn thỉu hỗn tạp này một khi tạo thành ôn dịch, mà khi ôn dịch lan rộng ra, chẳng phải sẽ gây ra tai họa lớn hay sao? Hắn đứng lên, vung tay cao giọng. Bởi tình hình hỗn loạn như vậy, kiến trúc lại lung tung, các giao dịch mua bán đan xen, lại không phân khu đường, chỗ nào cũng có, người người đông đúc, xe đủ loại đi vào, nếu có hỏa hoạn thì gây nên hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Cho nên, bản quan quyết định. Lý thị trưởng nghiêm sắc mặt, nói. Lấy 13 khu phố mà ta phụ trách để làm thí điểm, tiến hành cải cách. Nếu như chứng minh sự cải cách của ta hữu hiệu, ta sẽ thỉnh cầu cấp trên mở rộng toàn bộ chợ Tây. Bởi vì thượng cấp ngoài sáng của Lý thị trưởng là Thái Thường Tử, trên thực tế thượng cấp là Đông Ly Hạ, cho nên ở đây Lý Ngư cũng chỉ nói chung chung, không chỉ ra cấp trên là bên nào. Một tứ trưởng nóng này, mở miệng hỏi. Không biết ý lão đại muốn tiến hành cải cách như nào ạ? Lý Ngư nói. Với tình huống hoàn cảnh kinh doanh của 13 khu phố, bao gồm cả dân chúng trong đó, ta quyết định tiến hành cải cách 13 khu phố. Đầu tiên, ở cửa vào của toàn bộ 13 đường khu lập một hàng rào ngăn các loại xe cộ, các loại gia súc la ngựa lạc đà tiến vào, ở 13 đường khu sẽ có lối đi dành cho người đi bộ. Các đầu mục nhìn nhau, vốn cho rằng Lý Ngư là phê bình họ quản lý bất lực muốn đá họ đi, thay thế người nhà mình lên, mọi người đang uất ức muốn hợp nhau đối phó lại Lý Ngư, nhưng Lý Ngư lại làm vậy dường như thật sự là nhằm vào sự quản lý chợ Tây, chứ không phải nhằm vào bọn họ. Đường dành riêng cho người đi bộ. Cách nói này rất mới mẻ, đám đầu mục hiểu rõ nhất tình trạng của chợ Tây so với bất kỳ ai, nếu như có thể ngăn cản các loại xe cộ, gia súc đi vào, đường phố cũng sẽ không chật ních, trâu ngựa cũng sẽ không đại tiện tiểu tiện khắp nơi, quả thật sẽ sạch sẽ lên rất nhiều. Ai mà không hy vọng địa phương của mình sạch sẽ chứ? Chẳng qua là từ xưa tới nay, đường chợ chính là như thế, cho nên chỉ có mỗi một biện pháp rất đơn giản là đặt cọc cấm xe ngựa trâu la đi vào, với tư duy kiến thức của họ cũng không thể nghĩ ra gì khác được. Hôm nay Lý Ngư thoáng cái đã đâm thủng lớp giấy này, thì ra, không chỉ trước cửa Hoàng cung đại nội,
Vương hầu tướng tướng có rất nhiều quy tắc, đường chợ chúng ta quản lý cũng không chỉ riêng thu thuế phú, chúng ta cũng có quyền lập nên những quy củ này nha. Các đầu mục suy nghĩ rồi cùng liên tục gật đầu, liên tục tán thành. Chỉ mỗi đại trướng phòng suy nghĩ một chút, lo lắng nói. Đại nhân, khách hàng không được đi xe vào, không được cưỡi la ngựa vào cũng không sao, nhưng trong đó có rất nhiều thương hộ, nhất là khu buôn bán giết mổ, họ không đi xe vào làm sao bốc xếp và vận chuyển hàng hóa được, không cho súc vật đi vào sao họ giết mổ được. Lý Ngư đã tính trước kỹ càng, nói. Trong đường khu có thể cho phép thương hộ được dùng xe đẩy tay để vận chuyển đồ vật hàng hóa tới cửa khu phố, nhân khẩu vận tới cửa hàng. Nếu như trong điếm không sử dụng tiểu nhị được, các ngươi phụ trách từng đoạn đường, chẳng lẽ không thành lập được đội vận chuyển bốc vác cho thương hộ hay sao? Đại trướng phòng nghe vậy hai hàng lông mày nhướng lên, hai hàng râu chuột từ từ vảnh cao. Một câu nói của Lý Ngư ông ta lập tức nghĩ đến con đường phát tài mới. Ai không có thân bằng bạn bè cần chiếu cố chứ, Lý Ngư đắc đạo, gà cho lên trời, họ cũng giống như vậy, nhưng nào có nhiều vị trí để an bài cho thân bằng bạn bè của mình được. Chỉ có thể lựa chọn những người có quan hệ gần nhất để làm, những người khác có thương mà không giúp được gì. Nay một câu nói này của Lý Ngư, không thể nghi ngờ đã tăng lên cho ông ta mấy chục vị trí làm việc. Phải biết rằng, 13 đường khu này nói là đường khu, kỳ thực lại rất rộng lớn, quản lý hơn 8.000 nhà thương hộ, cùng phân chia ở 9 nhánh đường, mà mỗi một nhánh đường gần 1.000 hộ thương gia, dù có mấy chục xa phu lực phu chỉ sợ cũng vẫn thiếu đấy. Đại trướng phòng cười tuét miệng, luôn miệng nói. Lão đại anh minh, lão đại anh minh. Lúc này, những người còn lại phản ứng chậm cũng kịp phản ứng, đều lên tiếng tán thành, ai nấy đều cười tươi rói, bầu không khí trở nên hòa hoãn rất nhiều. Lý Ngư nói tiếp, hiện tượng ép mua ép bán, lừa gạt sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến danh tiếng chợ Tây, sau này cần phải quản lý nghiêm ngặt hơn. Dựa theo chế độ thị lệnh, nếu xảy ra hiện tượng này nữa thì áp dụng hình phạt đại trượng. Ta nghĩ, quản lý nghiêm ngặt dĩ nhiên là đúng. Nhưng nếu sử dụng đại trượng, khá thô bạo. Kẻ nào ép mua ép bán, lừa gạt, làm đồ giả thì xử như nào? Lợi, đã như vậy, lấy lợi chế lợi. Các đầu mục nhìn nhau, một lát mới có một cổ sư cẩn thận hỏi. Lão đại, lấy lợi chế lợi này là như nào ạ? Lý Ngư mỉm cười, nói. Rất đơn giản, các ngươi từng người phụ trách một khu vực, phàm phát hiện người nào ép mua ép bán, lừa đảo gian lận, trước tiên là lấy lại tổn thất cho người bị hại. Cũng dựa vào tổn thất của người bị hại mà xử phạt khoản tiền tương đương với kẻ hại người kia, khoản này thì năm thành giao nộp cho ta, còn lại một nửa coi như tiền thưởng, phân phối cho nhân viên các khu đường do các ngươi phụ trách. Các đầu mục hết sức vui mừng, vị lão đại này. Thật là anh minh, vừa tới đã tìm đường phát tài cho mọi người rồi. Trước đây làm quản lý chợ, thủ đoạn duy nhất mà họ làm chính là đánh. Có vài người bị đánh nát thịt, chỉ cần kiếm được tiền thì đều nguyện bị đánh một trận. Nếu như dùng chút lợi ích chút ơn huệ để mua chuộc đám nhân viên chấp pháp này, ngay cả đánh cũng giảm bớt được. Hơn nữa không ai thấy lợi mà không lấy, rất nhiều người quản lý bèn mở một mắt nhắm một mắt mà bỏ qua, trừ phi là đặc biệt khiến họ thấy không vừa mắt. Dù sao đánh người họ cũng mệt, cũng bởi thế, mỗi thương gia chỉ cần đưa ra chút lợi ích nhỏ thông thường đều được họ dung túng bỏ qua. Nay phát hiện kẻ nào ép mua ép bán lừa gạt gian lận là có thể thu phạt được một khoản tiền. Ai có thể bỏ qua cho những kẻ phi pháp kia? Chỉ cần họ trợn to hai mắt, mỗi ngày phát hiện mấy khách nhân thương nhân không tuân quy củ thôi là có được một khoản thu nhập xa xỉ rồi. Tất cả đầu mục mặt mày rạng rỡ, Lý Ngư liếc nhìn họ, chỉ vào Cát Tường và Trần Phi Dương, nói. Nhưng, ta cũng sẽ có kiểm tra đánh giá với các ngươi. Ở chỗ ta có thành lập nhóm kiểm tra sổ sách, do Cát Tường cô nương cùng Dương huynh đệ phụ trách, nếu các ngươi muốn thu tiền vi phạm, thì phải cấp biên lai cho đối phương do hai người họ mở. Nếu như các ngươi dung túng phạm tội, hoặc nhận hối lộ, không làm theo lẽ công bằng, một khi có tố cáo, thì đừng trách Lý Mỗ không nể tình cảm, lập tức miễn mọi chức vụ, đuổi ra khỏi chợ Tây. Các đầu mục lập tức dùng mình, có người đang tính toán giả như mỗi một khoản tiền vi phạm mình muốn giao lên một nửa, có thể giảm bớt việc xử phạt, tỉ như chỉ phạt 70%, toàn bộ cất vào túi tiền mình. Thế nhưng hiện tại một khi bị phát hiện, sẽ lập tức bị đuổi ra khỏi chợ Tây, cái giá phải trả quá lớn. Mọi người tức thì thu lại suy nghĩ bất chính trong lòng lại, lén nhìn Cát Tường và Trần Phi Dương, âm thầm suy đoán, lão đại nhắc đến Cát Tường cô nương trước, xem ra nhóm kiểm tra sổ sách là do cô ấy phụ trách rồi, vậy thì cố gắng nịnh bợ nhiều, để nhỡ đâu thủ hạ của mình ngốc nghếch bị người khác đặt bẫy, cũng có thể được nàng xử lý công bằng. Lại thấy vì Cát Tường cô nương này hết sức thanh tú xinh đẹp,
Kết giao quan hệ tốt với cô ấy, không chỉ tốt cho mình, lúc làm việc chung cũng thoải mái, vậy chẳng phải càng tốt hơn sao? Lý Ngư lại nói, hãy nhớ, thiết lập đường dành riêng cho người đi bộ, sẽ do từng người các ngươi phụ trách các đường phân người quản lý giám sát. Những nhân tuần sát phố chợ, quản lý mua bán cũng phải thiết lập người chuyên trách, phụ trách mảng của mình, như vậy bộ phận ai quản lý xảy ra chuyện, các ngươi cũng có thể lập tức tìm được người có trách nhiệm tương quan, tránh cho việc quản lý ôm đồm, khi xảy ra vấn đề lại tranh cãi nhau. Các đầu mục hai mắt sáng ngời, họ không hiểu được loại quản lý tinh tế hóa này, cũng không nghĩ ra, nhưng Lý Ngư nói vậy, lại lập tức hiểu diệu dụng trong đó, tức thì liên tục gật đầu, bồi phục vị lão đại anh minh này sát đất. Đương nhiên, loại bồi phục này nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bởi việc cải cách này của Lý Ngư không động đến ích lợi của bọn họ chút nào, ngược lại, còn giúp kiếm tiền, họ dĩ nhiên giơ hai tay hai chân, toàn lực ủng hộ phối hợp. Lý Ngư lại nói, còn về vấn đề xây dựng đường phố chợ, mở rộng, bày hàng bừa bãi, các ngươi phụ trách khu nào thì mở rộng toàn bộ kiến trúc khu đó, dọn đẹp đường chợ, cải tạo lại đường chợ hai xá, thiết lập ranh giới biển hiệu, ai còn dám vi phạm xây dựng, còn dám bày bán bừa bãi, vậy thì... Các đầu mục đồng thanh, phạt, phạt chết cha hắn đi. Lý Ngư gật đầu mỉm cười. Lý Bá Hạo bổ sung, còn vấn đề là phải lập người quản lý chuyên trách. Lý Bá Hiên nói, vấn đề này, ai phụ trách? Lý Ngư nói, các vị huynh đệ có thể vẫn chưa rõ vì sao ta phải nhấn mạnh điểm này. Các vị phải biết, tất cả mọi người phụ trách mọi việc, thấy gì quản đó, không chỉ quyền hạn hỗn loạn, hơn nữa một khi có vấn đề xảy ra trách nhiệm lại không rõ ràng, thì sẽ đùn đẩy nhau, không ai đứng ra gánh vác và chịu trách nhiệm. Quan trọng hơn là, người người có trách nhiệm, cũng biến thành người người vô trách nhiệm, nên phải có người phụ trách chuyên trách. Hơn nữa, dạng quản lý phân chia nhỏ như thế, trách nhiệm của ai người nấy phụ trách, thủ hạ các ngươi nhiều huynh đệ, chẳng những chức trách rõ ràng, sẽ không có chuyện ăn lăn lộn uống, mà là việc ai người nấy phụ trách, còn có thể để họ kiểm chế lẫn nhau, giám sát lẫn nhau. Làm được như thế, chỉ cần các ngươi mỗi người phụ trách một khu là đủ rồi, ta cũng chỉ phụ trách các ngươi thôi, còn người các ngươi tự quản. Các đầu mục nghe vậy đều tâm phục khẩu phục từ tận đáy lòng. Lý lão đại không phân chia quyền lực của họ, không đoạt lợi của họ, chẳng những giúp họ kiếm được nhiều tiền, hơn nữa còn cụ thể hóa bậc quản lý của họ, quả thật càng khiến họ càng bớt lo hơn, làm việc càng hiệu suất hơn. Lão đại tốt như vậy, đi đâu mà tìm đây? Thấy vẻ khâm phục, cảm kích của mọi người, Lý Ngư ho nhẹ một tiếng, nói. Những việc quản lý khác như duy trì trị an, bắt kẻ gian đạo, quản lý cửa tiệm, các ngươi chỉ cần làm cho đúng trách nhiệm, vậy là được rồi. Các ngươi có được địa vị hôm nay, hẳn đều là người khôn khéo, cũng không cần Lý Mỗ phải nói nhiều. Các đầu mục cười tươi gật đầu liên tục. Lý Ngư trịnh trọng nhấn mạnh. Ta cho các ngươi phương pháp cũng cho các ngươi quyền lực, các ngươi phải tận tâm làm việc tốt. Hai vị huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên là người phụ trách giám sát các ngươi, chỉ cần các ngươi làm việc theo lẽ, trong khu vực các ngươi, sẽ không ai nhúng tay vào, bao gồm cả ta. Nếu như các ngươi quản lý bất lực, hoặc là tuần tư uổng pháp, vậy thì chớ trách Lý Mỗ vô tình. Lý Ngư cho họ viên kẹo bọc đường, sau cùng mới sử dụng gậy to, các đầu mục đã hoàn toàn không thuần phục, tất cả ưỡn ngực, tỏ trung thành với hắn. Lão đại yên tâm, lão đại có lòng như vậy, kẻ nào dám có suy nghĩ khác, chúng ta cũng sẽ không để yên cho kẻ đó. Đúng, kẻ nào dám có lỗi với lão đại, không cần lão đại xuất thủ, chúng ta sẽ lột ra hắn. Lão đại, huynh đệ Bá Hạo, huynh đệ Bá Hiên, các vị cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với lão đại. Mọi người đều mặt đỏ bừng bày tỏ sự trung thành, Lý Ngư chờ giây lát, tặng hắn một cái, các đầu mục đang nhiệt huyết lập tức yên lặng. Lý Ngư trầm ngâm một chút, nói. Còn có ba chuyện, cũng không phân khu phố, cần phải thống nhất quản lý. Mấy tứ trường, tư sư, cổ sư vừa mới nhiệt huyết trào dâng lại lập tức ngẩn ra đầy lo lắng. Chẳng lẽ lão đại cho chúng ta bao thứ tốt như thế, đến cuối cùng vẫn muốn đào một cái hố đẩy chúng ta xuống. Từng ánh mắt căng thẳng nhìn Lý Ngư chăm chú, chỉ thấy Lý Ngư đưa ra một ngón tay, nói. Thứ nhất, chính là thành lập nhai đạo ti, phụ trách xử lý thu dọn đường phố cho sạch sẽ. Tất cả rác bẩn tại các cửa tiệm sẽ luôn phải dọn dẹp, cũng cần có người chuyên dọn rác. Cái này phải thống nhất quản lý. Nếu như việc quét dọn, vệ sinh, vận chuyển tại các đường phố được làm tốt, công cụ, nhân công cũng tránh bị lãng phí. Nhất là sau khi trải qua thời kỳ đầu thống nhất, đường phố đã không loạn bẩn như vậy, việc cũng không nhiều như vậy, lúc này các đường phố chia ra an bài nhân viên vệ sinh,
dụng cụ làm vệ sinh, xe cộ sạch sẽ, tránh bị lãng phí. Mọi người nghe thế thấy chuyện vệ sinh quét dọn này không ảnh hưởng đến lợi ích gì, thì lập tức nhao nhao. Việc mà lão đại nói, nhất định phải thống nhất quản lý rồi. Lại nói, các huynh đệ đã có quá nhiều chuyện phải làm, quả thực cũng không quản được, lão đại ngài tốn nhiều tâm, thống nhất an bài nhân viên là được ạ. Lý Ngư gật đầu một cái, lại nói. Chuyện thứ hai, chính là ta vừa nói, ta rất lo lắng ôn dịch, phóng hỏa xảy ra. Hắn nhìn sang Khang ban chủ. Vị này, là Khang ban chủ Câu Lan viện phường Đạo Đức, chắc chư vị đã nghe nói đến hỏa hoạn ở Câu Lan viện khiến cho nó bị hủy hoại rồi. Nước lửa vô tình, chợ Tây chúng ta nhà gỗ chiếm phần lớn, một khi bị hỏa hoạn, vậy thì thế nào? Cho nên, phải có người chuyên trách thỉnh thoảng đi kiểm tra tình huống phòng hỏa, còn chuẩn bị nước phòng hỏa, cắt phòng hỏa, chuyện này rất rườm rà, cũng rất quan trọng, một khi hỏa hoạn, còn phải do họ nhanh chóng đến chợ giúp cứu hỏa, trách nhiệm cũng rất nặng nề. Đây cũng là việc mà ta để tâm nhất, cho nên, sẽ do Lý Mỗ đích thân phụ trách. Ta quyết định, do Khang ban chủ tổ chức lựa chọn nhân thủ, quản lý. Các đầu mục vừa nghe nói hàng ngày phải đi các đường phố kiểm tra hỏa hoạn, một khi xảy ra hỏa hoạn thì phải lao vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chạy tới cứu hỏa, khổ cực và nguy hiểm vô cùng, lập tức nhao nhao bày tỏ. Lão đại cực khổ rồi, chuyện này quả thật quá quan trọng, cần phải thống nhất quản lý, chúng tôi không có ý kiến. Lý Ngư đợi mọi người rối rít vỗ ngực mà tỏ thái độ xong, vui vẻ gật đầu, nói. Các vị thâm minh đại nghĩa, tốt lắm. Chuyện cuối cùng, chính là quản lý vệ sinh phố chợ. Chúng ta tháo bỏ những vi phạm về xây dựng, cấm bầy sạp chiếm chỗ, có người chuyên quét dọn là được sao? Mỗi ngày có biết bao nhiêu người qua lại, nếu như ngày nào cũng có người vứt rác, ngày qua ngày, mấy chục xe cũng không vận chuyển hết rác rưởi được, vậy làm sao? Cho nên, còn cần một số người lúc nào cũng tuần tra đường phố, hễ phát hiện ra người nào vứt rác rưởi lung tung, sẽ lập tức cấm chỉ. Chuyện này dù rất nhỏ nhưng vẫn phải có người chuyên quản, mới đảm bảo đường chợ thật sự sạch sẽ. Chuyện này, cũng đích thân ta sẽ đi xử lý. Các đầu mục vừa nghe nói lão đại sẽ đích thân xử lý thì không khỏi áy náy. Lão đại chúng ta thật là quá trượng nghĩa, trước kia quản lý không thống nhất, quyền hạn của họ lớn, nhưng quyền hạn của lão đại họ còn lớn hơn. Bất cứ lúc nào cũng nhúng tay vào những công việc của họ. Nhưng nay, Lý lão đại giảm quyền lực xuống, cho họ tự do trọn vẹn, giao hết đường kiếm tiền cho họ, bản thân chỉ quan tâm ba việc quét dọn vệ sinh, phòng hỏa, cấm chỉ xả rác hỗn loạn. Thật là... Các đầu mục đều là lăn lộn trong chợ, giang hồ khí trọng. Lý Ngư làm như thế, bọn họ chiếm hết lợi ích thật sự là không phải. Các đầu mục thì thầm với nhau, có người ra mặt, ngượng ngùng nói. Lão đại... Chuyện ngài trực quản không phải là một miếng bánh ngon, toàn là những chuyện quét dọn vệ sinh rác rưởi, khiến các huynh đệ áy náy có vẻ không hay lắm đâu ạ. Lý Ngư cười lắc đầu nói. Các ngươi có lòng này là đủ rồi, việc quản lý như thế, tiền các ngươi nộp lên cũng sẽ nhiều hơn trước, sẽ khổ hơn ta hay sao? Một đầu mục khác giã đầu nói. Nhưng, những chuyện này cũng có người đi làm. Có người đi làm, phải cho nhân công tiền, tính toán ra, dường như cũng không rẻ. Lý Ngư lập tức lắc đầu. Nào có loại chuyện này, trưởng chợ Tây ta là tỳ hưu, chỉ có vào chứ không có ra, nào có chuyện mang tiền ra ngoài. Các đầu mục trợn mắt hốc mồm. Vậy, loại chuyện quét dọn vệ sinh kia, ai chịu đi làm? Lý Ngư co một ngón tay lại. Chuyện thứ nhất, quét dọn rác dưới, mỗi cửa tiệm dựa theo tiêu chuẩn lớn nhỏ của mặt tiền cửa hàng, phạm vi kinh doanh, nhiều người tính toán, mỗi một tháng nhất định phải trả phí dọn vệ sinh. Lý Mỗ thành lập Tịnh Nhai Ti, không giao một văn tiền, do Tịnh Nhai Ti thu tiền các cửa hàng, thuê người đi quét dọn rác rưởi là được. Hắn lại có tiếp ngón tay thứ hai. Tiếp tục sẽ giám thị các khách thường đi đường, cấm chỉ vứt rác lung tung. Ta sẽ sai người lập biển công khai ở lối ra vào đường chợ, người nào còn vi phạm, bắt được một lần, sẽ theo quy định xử phạt từ một văn tiền đến ba văn tiền. Những nhân viên giám sát này, Tây Thị Ti ta không trả tiền, họ thu được bao nhiêu? Toàn bộ sẽ sử dụng bằng số tiền ấy, cho nên, ta vốn cũng không cần phải làm gì, việc ta làm là kiếm vợ, có tiền thì kiếm, không kiếm được tiền thì tản bộ để khỏe mạnh thân thể là được. Các đầu mục há mồm cứng lưỡi, muốn nói đen tối, ai đen tối hơn so với lão đại chứ? Có câu, hoàng đế không để binh đói, lão đại chúng ta không cần mất một văn tiền mà có thể sử dụng mấy nhóm người liền. Có điều, đây là không cần hắn trả tiền, dẫu giao sẽ không do hắn đích thân gia tăng khoản thu vào. Mọi người đều có miếng mỡ lớn, nếu bạc đái lão đại, trong lòng mọi người đều bất an.
Lại thấy Lý Ngư co thêm ngón tay thứ ba, nói. Thứ ba, thành lập tiêu phòng ti, chuyên phòng hỏa, Lý mỗ từ bên này lấy một chút cho bên kia là được. Các đầu mục không hiểu. Lão đại, cái này, thu vào như nào? Lý Ngư trừng mắt nhìn mấy người kia, sao họ lại ngốc thế cơ chứ? Hắn trả lời tỉ mỉ. Lý mỗ lập quy củ phòng hỏa, lại phái người dò xét các cửa tiệm, tiệm nào không phù hợp quy củ thì làm thế nào? Các đầu mục bừng tỉnh ngộ, đồng thanh. Phạt. Lý Ngư cười nói. Đúng thế, cửa tiệm vào không chịu phạt, như vậy là vi phạm an toàn của chợ Tây, lập tức đóng cửa tiệm nhà đó, ai dám không chịu phạt. Hắn nói tiếp, mỗi một cửa tiệm còn phải trang bị vật dập lửa, những thứ này cực kỳ quan trọng, không thể tùy tiện đi mua, mà phải do Tây Thị Ti chúng ta thống nhất mua, thống nhất xếp đặt vật phòng hỏa. Những thứ đó có thể tặng không cho bọn họ hay sao? Chúng đầu mục đồng loạt lắc đầu. Không thể. Lý Ngư sung sướng tự đắc nói. Phải nộp tiền, mà nộp bao nhiêu, các ngươi biết rồi đấy. Chân mày hắn hơi cau lại, các đầu mục gật đầu liên tục, lộ nụ cười gian xảo. Lý Ngư lại nói, nếu như thật sự có hỏa hoạn, tiêu phòng ti đi cứu hỏa có thể xuất công, xuất người, xuất vật không công không. Chúng đầu mục đã được thông náo, lập tức bỏ qua bước không thể mà đồng thanh. Phải nộp tiền. Lý Ngư mỉm cười nói, trẻ con dễ dạy, cái này cũng có thể kiếm tiền. Lão đại chúng ta thật là thông minh, nghĩ ra được nhiều cách, đi theo lão đại như vậy, quá là có tiền đồ rồi. Chúng đầu mục bồi phục phục Lý Ngư sát đất cùng ngón tay cái lên, nói. Lão đại, cao minh, thật là cao minh. Tề trưởng quầy phe phẩy cái quạt hương bồ, dựa vào khung cửa, không tức giận đứng nhìn những công nhân đang phân chia đường phố. Hôm qua, Tây Thị thư cử đến cửa tiệm của y đến một nhóm người, những người này trên y phục vẽ một vòng tròn. Bên trong viết một chữ sạch. Đến thu tiền, nói là dùng diện tích cửa hàng của y, thêm vào ngành nghề kinh doanh mỗi tháng phải nạp 50 quan tiền. Tề trưởng quầy chỉ nghĩ bọn họ lại biến pháp đến vơ vét tiền, đành phải giao nộp tiền, sau đó mới nghe ở cửa lưu trưởng quầy nói tiền này là mỗi tháng đều phải trả. Tề trưởng quầy nhảy lên một chút rồi xông ra, lập tức liên kết cùng các trưởng quầy khác, đang dự tính đi Tây Thị thực để đòi công đạo, nhưng chưa đi thì Tịnh Nhai Ti lại đến một đoàn người. Tề trưởng thấy bọn họ nào sẻng nào mai, còn đẩy ra mười mấy cỗ xe nhỏ, bộ dạng như thật sự muốn quét dọn đường, không khỏi kiềm chế lại, cứ quan sát trước rồi tính sau. Nhìn thấy những người này quét tước, y mới phát hiện bình thường nhìn thấy đường phố thực sự quá bẩn rồi. Bình thường sao lại không phát hiện trên đường có rác nhiều như vậy? Trong góc tường, trong hẻm hóc, những mảnh vỡ trên mặt đường, rác rưởi được thanh lý đều vận chuyển ra mười mấy xe, còn không thì cũng đầy xe. Đám người của Tịnh Nhai Ti này người nào cũng mệt mỏi mồ hôi đầy mặt. Ngay sau đó, rác được quét dọn sạch, đám người đó lại nhấc thùng nước đến, bắt đầu trà rửa đường phố, nước dơ dọc theo hai bên cống ngầm chảy ào ào, bao nhiêu năm không nhìn thấy được đá xanh của mặt trời lại lộ ra màu sắc vốn có của nó. Tảng đá xanh nhạt đó, đường vân rõ nét, nhìn thấy được trong mắt, làm cho người ta trong lòng thoải mái. Sắc mặt giận dữ của tề trưởng quầy dần dần biến mất. Chủ cửa tiệm giày là y, 50 quan tiền, nếu như là quý nhân làm giày, chỉ một đôi cũng có thể kiếm về để bù về mà còn có dư, đổi lại được một nơi sạch sẽ bóng bẩy, giống như không hề bẩn. Tề trưởng quầy nhìn lưu trưởng quầy ở tiệm mũ đối diện, vốn dĩ lưu trưởng quầy đứng ở trước cửa chống nạnh nhạo báng đã không biết mất tung tích khi nào. Tề trưởng quầy nhìn chung quanh, con đường bên trái vẫn chưa được quét sạch, con đường bên phải đã quét xong rồi. Con đường sạch sẽ đó giống như khúc xương chó đã gặm qua, không có so sánh thì không có tổn thương. So sánh như vậy, lão tử nhiều tuổi như vậy, chẳng lẽ lại sống trong vườn heo sao? Tề trưởng quầy nhìn thấy con đường sạch sẽ, thật sự là càng nhìn càng thích. Mím mím môi, y cũng quay vào trong cửa tiệm, đến nhìn bên trong cửa tiệm, tuy rằng cửa tiệm này mỗi ngày đều có tiểu nhị vẩy nước quét qua một lượt, nhưng hiện tại có sự so sánh với con đường lớn sạch sẽ bên ngoài, sao lại có thể hỗn loạn dơ bẩn thế này? Tề trưởng quầy ho một tiếng, xông vào hai tên tiểu nhị đang ghé vào quầy đang lén ngủ nghiêm mặt lại căn dặn nói. Mặt đất, cửa sổ, quầy hàng đều phải làm sạch sẽ từ đầu đến chân cho ta, mặt vải cũng phải làm chỉnh tề cho ta. Chúng ta là thương hiệu Tề gia, sao lại không sạch sẽ so với mặt đường được? Người của Tịnh Nhai Ti bán sức để làm sạch cuộc sống, ty trưởng của Tịnh Nhai Ti chính là Lưu Vân Đào. Những người bên dưới vốn là những trai tráng của Câu Lan Viện Phường Đạo Đức. Lý Ngư từng nói với Lưu Lão Đại, dĩ nhiên mới làm sạch sẽ tất nhiên khó. Nhưng chỉ cần phải quét triệt để,
thì sau này có thể dễ dàng hơn nhiều. Lý Ngư còn nói với ông ta, con đường này một khi đã quét sạch rồi, mọi người quen sạch sẽ rồi, ngươi có thể khiến cho nó dơ bẩn, những người khách thương nhân đều chịu không được. Cho nên kiếm sống như vậy, có thể ăn được cả đời. Vì vậy, cũng không có người nào thoát ly khỏi Tịnh Nhai Ti cả. Có hai câu chỉ điểm, Lưu Lão Đại dẫn người của mình làm thật sự vừa chăm chỉ vừa dốc sức, mồ hôi chảy tuy nhiều, nhưng mà đối với những người sống sót còn lại này mà nói, có thể có cơ hội đổ mồ hôi, thì cũng là một việc may mắn rồi. Nhất là trong cuộc hỏa hoạn đó còn có một số người chết hoặc tàn tật, càng đặc biệt trân trọng nghề này. Trải qua mấy ngày nỗ lực, mười mấy con đường đã vệ sinh được 4 con đường. Vốn các thương nhân móc tiền đầy bụng không vui vẻ bắt đầu chú ý đến điểm có lợi của việc làm sạch đường phố này rồi. Đường phố thông thuận, sạch sẽ, bọn họ ngồi ở trước cửa tiệm, trong lòng cũng rộng thoáng. Hơn nữa con đường này sạch sẽ rồi, khách đến nơi này dường như cũng nhiều hơn, không phải ngày lễ gì, nhưng lưu lượng khách dường như đông gấp 2 lần ngày thường, điều này có thể nhìn thấy được lượng bán của các cửa tiệm kinh doanh. Các trưởng quầy vui mừng hẳn, một số trưởng quầy phúc trí tâm linh, không những chủ động phối hợp khiến cho bề mặt cửa tiệm của mình sạch sẽ hơn, mà còn đặc biệt trưng bày thêm một số hoa cỏ ở bậc thềm cửa sổ, điều này khiến cho khuôn viên còn thêm đẹp hơn. Một phụ nữ trẻ bưng theo chiếc rổ, muốn dạo phố nhưng lại đói, tiện tay mua hai cái bánh chưng nhân táo. Bóc ra từng sợi, tách lá bánh chưng ra, lộ ra phần nhân gạo trắng ngần như ngọc, bên trong còn có táo đỏ giống như khảm một viên mã não, vỏ của bánh chưng đó chẳng may bị nàng ta ném bên đường. Không được nhúc nhích. Trên đường một lão bà chắp hai tay, lưng gù, đi bộ không vững, mắt hoa, dường như một trận gió có thể thổi ngã đột nhiên ánh mắt như đuốc, sắc bén quát lên, nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra một vòng đỏ, đeo lên trên cánh tay, bên trên có một chữ, sạch. Lão bà này chính là bàng bà của Câu Lan Viện Phường Đạo Đức, bàng bà xông lên phía trước, túm lấy cổ tay của người phụ nữ trẻ kia, giống như con hổ, quát lớn. Cửa vào đường chợ đã có tuyên cáo rõ ràng, không được tùy ý quăng ném rác, tiểu nương tử nhà ngươi, không nhìn thấy sao. Người phụ nữ trẻ tuổi trong tay giơ lên nửa cái bánh chưng, bị dọa làm cho thất sắc. Ta. Bàng bà lại hướng về phía trước chỉ ngón tay, quát to. Mỗi cách 100 bước, đều có một cái thùng để rác, tại sao lại tùy tiện quăng ném rác? Ngươi nhìn xem, con đường sạch sẽ như vậy, ngươi lại nỡ làm hỏng nó sao? Ta. Mắt nhìn thấy tiểu nhị cửa tiệm hai bên đều có ánh mắt nhìn phẫn nộ, người đi qua đường bên cạnh nhìn nàng ta với ánh mắt khinh thường. Tiểu nương từ đó nhìn bề ngoài ra cảnh có vẻ tốt khuôn mặt đỏ bừng lên. Bàng bà một tay túm lấy phụ nữ trẻ tuổi, đi đến trước cái lá bánh chưng đó, nhặt lá bánh chưng lên, giận dữ nói với thiếu phụ trẻ. Dựa theo quy định của thị trưởng, phạt 2 quan tiền. Nộp tiền. Thiếu phụ đó vội vàng lấy 2 quan tiền trong lồng ngực ra, vội vàng nhét vào trong tay bàng bà, khẩn trương chạy mất, vì sợ một khoảnh khắc khác, để người quen nhìn thấy, sẽ càng không có mặt mũi nào nhìn người ta. Bàng bà không vui vẻ lẩm bẩm, giơ cái lá bánh chưng đi đến thùng rác bên cạnh ném vào trong, tháo cái băng cánh tay xuống cất đi, hai tay đỡ lấy lưng, lại trở nên một bộ dạng lão bà hoa mắt, yếu đuối. Chỉ là đi vài bước, ngửa mặt nhìn thấy một ông già run rẩy, trong mắt bàng bà nhất thời lộ ra một tia cảnh giác nhạy cảm. Lão già vừa đi qua, là người vốn dĩ phục trách gõ trống trong Câu Lan Viện, lão già này, sao lại đi đến nơi này, muốn cướp mối làm ăn của ta sao? Bàng bà theo phản xạ từ xa nhìn tới, còn có 5 con đường vẫn chưa được làm sạch, đến lúc đó thì, chiến trường, càng lớn hơn rồi, chính là lão già này từ nơi khác đến, muốn chiếm địa bàn của ta, không có cửa đâu. Mà để lão ta ở đây mấy ngày, hừ. Chợ Tây không so được với những địa phương nhỏ khác, ví dụ như Lợi Châu, nếu phạt như thế, ngươi sẽ đừng mơ sẽ tìm được một người tùy tay quăng ném rác. Nhưng ở đây không giống vậy, đây là đô thị lớn mang tính quốc tế mà phồn hoa nhất thời đó. Chợ Tây chính là đô thị náo nhiệt nhất. Nơi như này luôn luôn sẽ có người ngoại lai đi đến không dứt, những lão nhân gia này phát huy hết mức, cũng sẽ vẫn bận rộn. Lại là một con đường vừa mới được dọn dẹp xong. Ngôi nhà đệ nhất, cửa tiệm lớn nhất, nhìn thấy trước mặt cửa tiệm, bình thường có 4 cửa tiệm hợp lại lớn như vậy, còn có 2 lầu. Trên thực tế, nó vốn dĩ chính là 4 cửa tiệm, vừa mới được xây sửa lại. Mặt tiền lớn như vậy, vẫn đang qua giai đoạn sửa chữa. Trước cửa một vị tứ trưởng mang theo một đoàn người ngựa mà qua. Nghiêm ngặt dựa theo con đường mà chúng ta đã vẽ, không được vượt ranh giới. Cờ hiệu phải phù hợp quy củ. Bởi vì mặt tiền cửa tiệm lớn như vậy, rõ ràng cho thấy tài đại khí thô, hiện rõ lên chủ nhân giao thiệp rộng,
Vị tứ trưởng này dẫn đầu, chỉ hét lên một tiếng, cũng không dừng lại, dù sao hiện tại người ta đang sửa cũng không vượt quy củ, nhắc nhở là được. Ngay sau đó người của Tịnh Nhai Ti đến rồi. Con đường đó đã được quét qua rồi, nhà ngươi sửa chữa, những thứ gạch đá rác rưởi này quá nhiều, nếu ngươi tự dọn dẹp thì thôi, còn không thì phải nộp tiền, chúng ta làm sạch. Trưởng quầy các ngươi đâu, kêu hắn mau chóng quyết định, không thể để một đống trên đường được, có ngại gì thì sao? Những người của Tịnh Nhai Ti ở con đường bên cạnh nhắc nhở. Có tác động cản trở, ảnh hưởng bộ mặt chợ Tây. Đúng, đúng đúng. Một người giống đại quản sự từ bên trong cửa hàng đi ra, không kìm được phất tay. Ồn ào cái gì, các ngươi dọn dẹp đi, cần bao nhiêu tiền, chúng ta trả là được, bớt dài dòng. Người của Tịnh Nhai Ti nghe được lời nói này, cũng không tranh cãi với y, lập tức phất tay, sai người của Tịnh Nhai Ti đẩy xe nhỏ, khiêng theo sẻng xông lên. Tên đại quản sự đó liền xoay người, lại đi xuyên qua cửa hàng trống rỗng. Đáng tiếc Lý Ngư không ở đây, nếu không hắn nhất định có thể nhận ra, vị đại quản sự đó chính là người bên cạnh Thiên Diệp công chúa Phùng Nhị Phùng công công. Bên trong cửa tiệm, Khang Ban chủ sắc mặt khổ sở, lúc này ngửa mặt lên nhìn, không giữ được nói. Quá nguy hiểm rồi, quá nguy hiểm rồi, lầu này đều là gỗ, hiện tại đang tu sửa, lại có quá nhiều vật liệu sơn, bọn công nhân đều ở bên trong, lại làm cơm nấu ở bên trong, làm sao được đây? Khi khai công đã dặn dò cho các ngươi rồi, sao lại không nhớ vậy? Khang Ban chủ kéo một người đến, Dương Thiên Diệp sợ đến thất sắc, vội vàng lùi lại. Khuôn mặt người đó trước mặt quá đáng sợ, dường như quỷ quái vậy, trên mặt trên người không ít chỗ băng màu trắng, để lộ ra chỗ thịt dính máu, đã kết vảy, nhưng lớp da đó vẫn còn đốm hồng tím, thực sự làm cho người ta không dám nhìn. Khang Ban chủ nghiêm túc nói, vị tiểu nương tử này, không phải lão phu dọa ngươi, ngươi nhìn xem, y chính là bị người ta bị thương do hỏa hoạn, nước lửa vô tình mà. Dung nhan này của ngươi, nếu vạn nhất có mệnh hệ nào, thì thật quá đáng tiếc. Đại tổng quản Mạc Bạch Diễm đứng một bên nhướng chân mày. Được rồi, Khang phòng trưởng, ngươi không cần phải nói, tiền này, bọn ta nhận phạt. Cửa tiệm này cũng không bật lò lửa nữa, thời gian thi công, ta cho bọn họ ăn cơm ở bên ngoài. Buổi tối cũng không cho bọn họ ở trong nữa. Khang ban chủ mặt giãn ra nói. Biết sai có thể sửa, làm thiện lớn lao. Lão quản gia hiểu rõ sự việc chưa? Khang ban chủ giơ tay ra, nhị đệ bên cạnh ông ta đưa quyển sổ ra, Khang ban chủ mở ra, đưa cho Dương Thiên Diệp nhìn. Tiểu nương tử, ngươi nhìn xem, chợ Tây có đưa ra quy định các cửa tiệm đều phải trang bị thiết bị phòng chống lửa. Ngươi xem diện tích cửa tiệm lớn như vậy, dùng những vật dụng dạng lớn. Ngươi xem, vài thái bình, núi cát, túi nước, đều là những dụng cụ phòng cháy loại lớn, ngươi chọn loại nào? Lão phu kiến nghị. Ngươi có thể lựa chọn vài thái bình và túi nước, bốn vài thái bình, thêm bốn túi nước, có thể ứng phó được tình hình hỏa hoạn thông thường. Bởi vì cửa tiệm của ngươi quá lớn, sau cửa tiệm còn có thể làm một cái giếng, khi làm giếng, chúng ta có thể phụ trách, chúng ta còn có thể trực tiếp lắp đặt súng nước được lắp ở giá trúc trên miệng giếng, lợi dụng lực hút, để hút nước ra, kịp thời phun nước, có những thứ này rồi. Mạc Bạch Diễm vội vàng nói, được, vậy thì lựa chọn vài thái bình và túi nước đi, cũng làm cả giếng nước. Khang phòng trưởng, những việc này người kinh doanh như chúng ta không hiểu, người cố gắng sắp xếp đi, tất cả chi phí, chúng ta sẽ trả đầy đủ. Khang bang chủ lắc đầu nói, tiểu nương tử thật sự tài đại khí thô, ngươi yên tâm đi, Khang mỗ ta sẽ không kiếm tiền trái lương tâm, chúng ta là người của Tiêu Ti phòng, mỗi một khoản tiền đều sẽ có biên lai rõ ràng cho ngươi. Bản ti chủ yếu phụ trách, Mạc Bạch Diễm không kiềm chế, nói, Khang phòng trưởng, ngươi cố gắng đi sắp xếp là được. Có việc gì, có thể nói với Phùng Nhị là dược. Phùng Nhị, Khang phòng trưởng đây có chút sắp xếp, người mau chóng tiếp đái. Mạc Bạch Diễm đẩy Phùng Nhị cho Khang ban chủ, bảo Khang ban chủ dẫn người bị thương do hỏa hoạn đi, thở một hơi dài, cười khổ nói. Trước kia khi mở cửa tiệm ở Trường An, không có quá nhiều quy củ, nay ở chợ cũng không biết người nào phụ trách, làm ra quá nhiều quy củ như vậy. Dương Thiên Diệp cười. Phòng cháy không phải việc xấu. Cũng không tốn bao nhiêu tiền, cứ theo họ đi. Hai người quay đi, đi đến phía bên cạnh, vừa đi, Dương Thiên Diệp vừa nói. Trước kia bỏ Trường An không làm kinh doanh, là sai lầm. Từ nay về sau, chúng ta sẽ ổn định ở Trường An, có Nhiếp Hoan chống đỡ, nếu có thể tạo quan hệ với Đông Ly Hạ, đối với đại kế của chúng ta càng có lợi. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc, thần túc liệt trương.
Hạ Qua Đông đến, Thu Thu Đông giấu. Trong viện Lạc Tam tiến Tây Thị Thư, phụng mệnh Lý Ngư, dỡ bỏ hành lang dài mà Nhiêu Cảnh mô phỏng xây dựng theo, lầu thượng lầu, hợp thành một tứ hợp viện. Nơi này đã rộng thoáng nhiều hơn, những phòng kia vốn dĩ bởi vì kiến tạo hành lang mà đóng kín lại không dùng đến, Đông Sương phân phối bốn người huynh đệ Lý Thị và Trần Phi Dương, Hoa Lâm sử dụng, mà Đông Sương thì trở thành lớp học. Cát Tường, Thâm Thâm, Tính Tính thì theo quy định của Lý Ngư đã định ra, dựa theo quy củ học của hậu thế, ba canh giờ một lớp, học ở đây. Thâm Thâm và Tính Tính học đặc biệt chăm chỉ, bởi vì Tính Tính này trước mắt tiểu, rời khỏi khách đường, khi lén đi đến chỗ Lý Ngư nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Lý Ngư và Trần Phi Dương. Lý Ngư nói, hai à nha đầu này, văn cũng không giỏi, võ cũng chẳng biết, ta thực sự nghĩ không ra được bọn họ có tác dụng gì, mà dạy bọn họ biết chút chữ. Nếu như học mà không thành, thì gửi đến chỗ Lưu Lão Đại, theo Lưu Lão Đại quét đường là được. Lưu Lão Đại vừa đúng chưa có vợ, không khéo lại có thể đẩy họ thành một đôi. Tính Tính bị dọa đến mặt trắng bệch, khẩn trương lùi lại học đường, dùng những tin tức mà nàng ta nghe lén được nói cho Thâm Thâm biết, hai cô nương lúc này trở nên ngoan học siêng năng hơn. Về phần Cát Tường, so với bọn họ còn phải khổ hơn vài phần, Thâm Thâm và Tính Tính vốn có tính ham chơi lười học, Cát Tường thì không thế, nàng là một người con gái cực kỳ chịu khó. Nhất là buổi tối hôm trước, nàng làm một chén canh hạt sen, muốn đưa đi cho Phan Đại Nương ăn khuya. Ngẫu nhiên nghe thấy Lý Ngư và Đại Nương tâm sự, nói sau khi thành gia lập nghiệp, thì người con gái đó phải được đọc sách biết chữ, có thể dạy dỗ con cái, có thể tính toán sổ sách, mới có thể trở thành người hiền thê nội trợ cho hắn, mới có thể trở thành chính thê đại phòng của hắn. Cát Tường cô nương lúc này có chút tâm tư, tất cả những gì Tây Tịch lão sư dạy, nàng đều ghi nhớ trong lòng, khi về nhà giúp Phan Đại Nương lo liệu xong việc nhà, nàng sẽ trở về phòng lén lút ôn luyện đọc sách. Vì chính thê đại phòng mà đọc sách, Cát Tường cam chịu khổ nhọc. Cửa tiệm châu báu của Thiên Diệp đặc biệt chi ra số tiền lớn để mời Khâm Thiên giám Lý Thuần Phong để lựa chọn giờ lành khai trương, lại để định tên cửa hiệu, cửa tiệm này, tên là Càn Long Đường. Tên này nếu như theo tai Lý Ngư nghe, ánh mắt của hắn nhất định sẽ có chút đặc sắc, chẳng qua lúc này những người đương thời nghe được, lại chỉ cảm thấy long trọng khí phái, không đến mức có cảm giác gì kỳ lạ. Bởi vì vậy nên đây chỉ là một tên cửa hiệu bình thường. Theo dòng chảy sâu xa của lịch sử, không nhắc đến cửa tiệm này của Dương Thiên Diệp mở, trong lịch sử cũng khó tránh khỏi sẽ có những cửa tiệm khác cũng lấy một cái tên tương tự như vậy. Chỉ là tên cửa tiệm này chưa chắc có thể nhắc đến trong sử sách, cho dù là có lưu lại trong sử sách, đến triều Thanh Càn Long Hoàng đế sẽ sửa thành dạng, thảm họa văn hóa của, cũng nhất định sẽ cấm kỵ bỏ đi. Từ cổ chí kim, cái tên thường dùng để mở cửa tiệm mang lại Cát Tường có lẽ khoảng 56 cái. Hậu thế từng có người dùng cái tên thường đặt cho các cửa hiệu để làm thành một bài thơ chữ. Thuận dụ hưng long thủy vĩnh xương, nguyên hành vạn lợi phục phong tường, thái hòa mậu thịnh đồng kiền đức, liêm cát công nhân hiệp đỉnh quang, tụ ích trung thông toàn tín nghĩa, cửu hằng đại mỹ khánh an khang, tân xuân chính hợp sinh thành nhiễm, nhuận phát hồng nguyên hậu phúc trường. Hậu thế rất nhiều cái tên cũ đều có thể phát hiện tên thường dùng bên trong đó, như là toàn tụ đức, đồng nhân đường, hằng nguyên tường, hiệp đại tường, thậm chí có những cái cập nhật mới như trung tín, trung thông, đại đoàn phát, hằng long, đỉnh thái phong, thuận phong, về. Lý Thuần Phong nhận được một phần đại lễ, giúp người gia định được giờ Cát Tường, lại nhiệt tình chọn tên, đặt là Càn Long. Cũng là một cái tên chưa quá 5-6 chữ. Giải treo màu đỏ, Càn Long đường, trước cửa đốt, pháo trúc, đốt cháy lộp bốp, khói bay cuồn cuộn. Bên cạnh có những người tịnh nhai ti chừng mắt nhìn, pháo trúc đương nhiên là tập trung xác định điểm châm ngòi, về phần quét sau đó, trong cửa tiệm không quan tâm, Dương đại tiểu thư tài đại khí thô, những việc này đều sẽ lấy tiền để giải quyết, do tịnh nhai ti phụ trách quét dọn. Do vậy, người của tịnh nhai ti sẽ mắt nhắm mắt mở, do bọn họ sẽ làm ra pháo trúc lớn, một khi đốt cả đường đều sẽ giống như cưỡi mây lướt gió. Phùng Nhị ra mặt, còn liên lạc với một số thương gia khác, ầm ầm đến cửa chúc mừng, tặng biển. Hai bên cũng chẳng qua chính là những từ ngữ Cát Tường tương tự, tài nguyên rộng tiến, đại triển cơ đồ, kinh doanh thịnh vượng, cơ nghiệp to lớn. Đại trưởng quầy chính là Mạc Bạch Diễm, chủ chính là Dương Thiên Diệp chỉ ở trên lầu ngồi yên tĩnh uống trà, những việc tiếp đãi thậm chí những việc mừng khách, nào đủ tư cách để nàng phải nghênh xuất. Đến nỗi người trước khi đến chúc mừng đều cho rằng Mạc tiên sinh chính là chủ của Càn Long Đường này, mãi đến khi hắn tới rồi, chợ Tây có chửa hàng châu báu. Mà châu báu là một trong những thương phẩm đắt đỏ nhất, cho nên chủ yếu tập trung ở chợ Đông nơi mà chỉ làm những thương phẩm cao cấp.
Hàng hóa châu báu chợ Tây quy mô phổ biến không bị kịp với chợ Đông, mà Mạc Bạch Diễm lựa chọn địa chỉ mở cửa tiệm, chủ yếu là để hoạt động thuận tiện, ra vào thuận tiện, thăm dò tin tức thuận tiện, còn cả xem xét đến vấn đề một khi thân phận bại lộ tiện tháo chạy, cho nên làm ở chợ Tây, cũng chưa chọn một con đường châu báu, mà là lựa chọn một khu vực 13 con đường, gần cổng thành. Do đó rất nhiều khách tới chúc mừng trong lòng đều bí mật thì thầm, cảm giác chủ cửa tiệm này không quá chuyên nghiệp, lựa chọn nơi này, làm thế nào để có thể trao đổi nguồn hàng với các thương nhân châu báu. Lúc này, Nhiếp Hoan đến rồi. Cùng với hai người Thường Kiếm Nam, Trương Nghị ở sâu ra cạn, để tránh nghiêm mật không giống nhau, Hoán Thiếu chỉ mang đến hai cái bảng hiệu, một mình đi tới. Trên biển hiệu có ba chữ lớn, đọc như ý chứ không phải tốt lắm, nhưng một móc một vẽ, tựa như đao kiếm, ngòi bút sắc bén, được khắc không giống với tất cả biển hiệu mà những người khác mang đến tặng, y chỉ có hai chữ, Nhiếp Hoan, chỉ có hai chữ, lại so với những đường hiệu kia càng bắt mắt hơn. Vốn dĩ những vị khách đến cửa tiệm do Phùng Nhị hợp lại vẫn còn đang nói thì thầm, vừa nhìn thấy tên Nhiếp Hoan này, lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay cả những trưởng quầy trong đó cũng không nhận ra y, cũng biết danh hiệu của y, chỉ là vừa nhìn thấy trên biển hiệu có hai chữ, Nhiếp Hoan, bọn họ lập tức phản ứng lên. Mạc Bạch Diễm vừa nhìn thấy Nhiếp Hoan tới, vội vàng hướng ánh mắt về phía đám tiểu nhị, một tên tiểu nhị bỏ chạy lên lầu. Tiểu nhị cửa tiệm này cũng không phải là người ngoài, toàn bộ đều là những tử sĩ lẩn trốn được bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn, cả một Càn Long đường, không có một người ngoài nào không tín nhiệm được. Dương Thiên Diệp nghe nói Nhiếp Hoan đến rồi, bèn đích thân nghênh đón. Dương Thiên Diệp hôm nay không mặc nữ phục, đây chỉ là một loại bản năng thể hiện không ý nghĩa, có lẽ ngay cả đến bản thân nàng cũng chưa muốn hiểu rõ tại sao lại làm như vậy. Nữ nhân làm đẹp vì người mình thích, nàng không muốn khiến cho người khác hiểu lầm tưởng rằng nàng là người phụ nữ của Nhiếp Hoan. Kỳ thực dựa vào nhan sắc vô song của nàng, cho dù là mặc nam phục, chỉ cần không phải người mù, thì người ngoài liếc mắt cũng có thể nhận ra nàng là con gái. Nhưng nàng lựa chọn một bộ nam phục, có lẽ nàng thật sự muốn nhân nhượng không phải là cảm quan của người ngoài, mà là tự trong cảm giác sâu xa trong lòng mình. Nhiếp huynh. Dương Thiên Diệp vừa nhìn thấy Nhiếp Hoan, bèn cười chắp tay, rất tự nhiên hào phóng. Nếu như đã mặc nam trang, nàng đương nhiên cũng sẽ bái lễ giống một nam nhân. Nhiếp Hoan với bộ dạng lười biếng chắp tay trả lễ, cười nói. Chúc mừng cửa tiệm khai trương đại cát, Nhiếp mỗ đã làm phiền, đặc biệt đến để kính một ly rượu mừng. Dương Thiên Diệp nói. Nhiếp huynh đại giá quang lâm, Càn Long đường hoan nghênh. Mời, mời vào trong. Hai người sóng vai vào trong cửa tiệm, những quan khách vây trước cửa tiệm, tiến về phía trước chúc mừng thì thầm, ầm ầm kinh ngạc. Phải biết rằng, để làm một truyền kỳ giữa đường phố Trường An, Nhiếp Hoan từ không công khai đến đi vào trong hai chợ Đông Tây, càng từ không từng giữ mặt mũi cho cửa tiệm nào đi làm những việc phồn văn nhục tiết. Quy củ thế tục, ở nơi này trong mắt lãng tử thiếu hiệp chính là một mông chó. Nhưng mà hiện tại, y đã đến rồi. Y quy củ mặc y phục, mang theo bảng hiệu, đích thân đến chúc mừng cửa tiệm châu báu của thương nhân khai trương, cửa tiệm này rốt cuộc lai lịch là gì? Mọi người lúc nhìn thấy được Dương Thiên Diệp là nữ nhân, chẳng qua phàm có chút đầu óc, sẽ không tưởng nàng ấy và Nhiếp Hoan thành một đôi. Bởi vì nếu như chủ cửa tiệm này là nữ nhân của Nhiếp Hoan, nàng ta căn bản không cần phải mặc nam trang, càng không cần phải xưng Nhiếp huynh với Nhiếp Hoan, nếu như có kéo y đến làm chỗ nương tựa, như vậy sẽ giấu đầu hở đuôi, nếu rõ ràng muốn khiến cho mọi người biết được rằng, nàng chính là nữ nhân của Nhiếp Hoan. Hiệu quả đó mới cực lớn, cho dù là vương chợ Tây Thường Kiếm Nam, người ta cũng không phải muốn đến để cướp địa bàn của ông ta, chỉ là đưa nữ nhân của mình sắp xếp trên địa bàn của ông ta để kiếm thêm chút tiền mà thôi. Ông ta đối với nữ nhân của Nhiếp Hoan cũng phải lễ nhượng ba phần, cả chợ Tây còn ai dám tranh với nàng. Ai dám không mở mắt, lại gây phiền phức cho nàng, ngay cả đến đội giám sát của Tịnh Nhai Ti Phố khi nhìn pháo trúc nổ cũng ngây người, chủ cửa tiệm này có Hoan Thiếu là chỗ dựa ư. Nếu họ sớm nói ra, vậy thì họ sẽ đốt pháo đầy đường, sợ rằng cũng không có người nào dám nói nửa lời. Đây là ai thế? Khai trương thôi mà, dùng nhiều pháo trúc đốt ầm ầm như vậy để làm gì, từ xa nhìn thấy, ta còn tưởng rằng có hỏa hoạn. Lý Ngư hai tay giơ lên, dẫn theo cả hai huynh đệ Lý Bá Hào, Lý Bá Hiên, chen vào, sắc mặt không vui. Lý thị trưởng hôm nay cũng bởi chia nhỏ quản lý một số sự vụ nên khá rảnh rỗi nhàm chán. Hắn hôm nay lợi dụng thời gian học, kiểm tra việc học của ba vị cô nương, đối với kiến thức biết chữ đọc sách thì giỏi nhất là Cát Tường, bèn hôn một cái lên má nàng động viên khích lệ. Lý Ngư cũng không biết rằng cái gân nào của mình không đúng, tỏ ra ân ái ngay trước mặt mọi người,
Có lẽ là buổi tối cách âm quá tệ, chỉ một cử động nhỏ thân thiết với Cát Tường thôi đều không làm được, nên bị uất nghẹn khó tiêu. Chỉ một nụ hôn phớt ở má thôi mà Cát Tường giống như uống hết một vò rượu, ánh mắt cũng mê ly, hai má cũng ửng đỏ rồi, toàn thân dường như mềm nhũn đứng không vững. Nếu như một người con gái không phải yêu sâu sắc thậm chí mê muội một người nam nhân, nào có thể có biểu hiện như vậy. Lý Ngư thu hết vào trong mắt, trong lòng cũng đặc biệt hài lòng. Chẳng qua, phiền phức sau đó đã tới rồi. Nhìn thấy một nụ hôn khích lệ đó, cô nàng thâm thâm tức thì bộ ngực đồ sộ phập phồng, đôi mắt trông mong nhìn hắn, đầu lưỡi đỏ hồng liếm 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 trên bờ môi ngọt ngào, liếm đến con tim của Lý Ngư cũng nóng lên. Ta chuẩn bị xong rồi, mau tới kiểm tra ta đi, mau tới kiểm tra ta đi. Cô nàng thâm thâm tuy rằng không nói ra miệng, nhưng sẽ dùng cặp mắt to hiển nhiên là hướng về phía Lý Ngư phát ra tiếng gọi muốn được kiểm tra. Lý Ngư từ nhỏ đến lớn chịu đủ các cuộc kiểm tra, vừa nhìn thấy có người hy vọng bị kiểm tra như vậy, quả thực là biến thái. Hắn đương nhiên không kiểm tra nàng ấy, bởi vì hắn chú ý đến ánh mắt như một cặp tiễn sắc bén phía bên phải đang nhìn chừng chừng trên người hắn, sau đó một bàn tay nhỏ vẫn nhẹ nhàng khoác lên eo của hắn, hai đầu ngón tay nhẹ nhàng véo một mảng mềm bên hông của hắn. Cát Tường, muội học rất tốt. Lý Ngư thân thiết vỗ vào chủ nhân của bàn tay đó, mỉm cười nói. Chẳng qua, muội lúc nhỏ đã từng biết qua một số chữ, cho dù là có chút cơ bản, chớ kiêu căng nóng nảy, càng phải học lên mới được. Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh thì so với muội kém hơn một chút, muội bình thường phải chỉ cho họ nhiều hơn một chút. Ta còn có một số việc quan trọng phải làm, đi thôi, các cô cũng phải lên lớp rồi. Phần thịt mềm bên eo bị thả lỏng rồi, bàn tay nhỏ của Cát Tường rất tự nhiên vỗ vỗ trên eo của hắn, đồng thời không để lại một vết bụi, ngoan ngoãn ôn thuần đáp. Dạ, vậy người ta đi học đây. Cát Tường nói xong, bèn đi, bên trái khoác Thâm Thâm, bên phải kéo Tĩnh Tĩnh, vui vẻ đi ra ngoài, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh cùng quay đầu lại, ánh mắt nhìn Lý Ngư, giống như cặp nghĩa sĩ bị đưa ra pháp trường xử bắn. Không, chính xác mà nói, giống như một đôi chó bị người ăn mất đi miếng thịt rồi bị người ta kéo đi, ánh mắt như tràn ngập kêu lên tuyệt vọng. Lý Ngư tuy rằng không đành lòng. Hắn tưởng rằng chuyện này cứ như vậy trôi qua, lại không nghĩ sau hai canh giờ, Tĩnh Tĩnh bèn đến, lặng lẽ chui vào trong thiêm áp phòng của hắn. Ôi chao, tiểu lang quân người mau giúp ta, tiên sinh nói phải kiểm tra ta một chữ, nói là viết sai rồi tối nay trở về sẽ phạt ta viết 100 lần, 100 lần, 100 lần đó. Thật là dọa chết người ta rồi, người mau chóng giúp ta xem thử, có phải là viết như vậy không? Lý Ngư nhìn vẻ mặt gấp gáp của nàng ta, không giống giả tạo, bèn nghiêm mặt giáo huấn nàng. Cô đó, tham ăn tham ngủ không chịu luyện, bây giờ biết gấp rồi chứ gì, là chữ nào? Tĩnh Tĩnh vội vã chạy đến, đứng phía trước án Lý Ngư, quỳ rạp xuống, làm cho Lý Ngư chỉ có thể lùi về sau lưng đè vào bức bình phong bằng gỗ, lại không có không gian để lùi nữa. Tĩnh Tĩnh nhấc bút lên, mở ra một trang giấy liền viết vừa đọc câu. Một chút bay lên trời, hai bên hoàng hà uốn cong. Tám chữ lớn mở miệng, từ ngữ đi vào trong, vặn bên trái, xoay bên phải. Tây nhất trường, đông nhất trường, ở giữa thêm một mã đại vương. Lý Ngư nhìn chăm chăm, chữ này, hắn cũng không biết viết, nhưng Tĩnh Tĩnh viết một nửa, hắn liền nhận ra chữ này. Bởi vì chữ này là ở thời đại của hắn, đã từng gây rất nhiều náo loạn trên mạng. Chữ này ở thời đại của hắn, không chỉ lưu truyền tại vùng dân gian Tây An, trong không có, ngay cả đến trong sách xưa cũng không có ghi chép lại. Bởi vì chữ này không những ít sử dụng đến nhất, hơn nữa cũng quá phức tạp, nó có khoảng chừng 56 nét vẽ. Tây Tịch tiên sinh ngây ngô sao, chữ này cho dù là có học thì có tác dụng gì? Lý Ngư đang âm thầm nói đến thầy dạy học, chợt phát hiện ra không đúng. Trong miệng Tĩnh Tĩnh đọc, xoay bên trái, vặn bên phải. Tây nhất trường, đông nhất trường, vậy thì cái mông tròn nhỏ kia xoay bên trái, vặn bên phải, nhấc lên, ngồi xuống. Nàng trà sát vào ngực của hắn, Lý Ngư vì nhường chỗ cho nàng ta, mà chuyển dạng hẳn hai chân, ngồi sau người nàng ta, vì để nhìn rõ chữ nàng ta viết là gì, còn đặc biệt từ sau bả vai nàng ta thò đầu ra, cho nên hoàn toàn tiếp cận với nàng ta. Tĩnh Tĩnh cô nương nếu như vô ý tùy tiện viết chữ thì động tác lắc lắc mông kia sẽ không như thế. Lý Ngư tức thì bèn hát bài về Sơn Đông. Làm ý a làm đi, 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 làm ý a làm đi. Rảnh rỗi không muốn nói chuyện, biểu hiện là một hảo hán Lý Nhị Lang. Hắn nhìn nó kìa, nó run rẩy lên rồi. A, Tĩnh Tĩnh cô nương toàn thân đột nhiên ngã về phía trước,
Khi bút hạ xuống vè sai một đường, nàng quay người lại nói. Người ta viết sai rồi à? Lý Ngư nói. Hình như có lẽ không sai. Tính Tính cô nương nói. Không viết sai, vậy tiểu lang quân chọc ta một cái làm gì? Tính Tính cô nương nói xong, còn giơ tay cọ mông, sắc mặt hết sức thanh thuần. Chỉ đáng tiếc, nàng giả vờ không giống, nàng ta ngây ngơ sắc mặt, chân mày, gò má nóng lên giống như muốn phun hơi ra, người mù đều có thể nhìn ra được nàng ta cố ý giả ngây ngô, rõ ràng chính là đang đùa cợt Lý Ngư. Quay về học đi. Lý Ngư thẹn quá thành giận, vỗ một cái vào mông của nàng. À, nha đầu này khuôn ngực không hùng vĩ bằng Thâm Thâm, nhưng mông lại đẫy đà lại có tính đàn hồi. Vâng. Tính Tính mục đích đã đạt, giống như hoa hồ điệp vui sướng chạy ra ngoài, khóe môi cong lên cười. Chữ này nàng cố ý học, chính là dùng để có cơ hội khiêu khích, phiếu cơm Trường Kỳ, là hắn động lòng, nếu không phải hôm nay bị Cát Tường làm cho ăn giấm chua, nàng vẫn không nỡ dùng vào lúc này. Chẳng qua, mặc kệ nó, tóm lại đã chứng minh được tiểu lang quân không phải không có cảm giác với mình rồi, còn nghĩ thêm cách nữa là được. Đối với tương lai Tính Tính cô nương lạc quan không gì sánh kịp, ở ngoài lớp học bình ổn lại tâm tình rồi mới đi vào lớp, nhưng vẻ đỏ ửng trên khuôn mặt vẫn chưa hết, ánh mắt thì mê ly, rõ ràng nghe thấy tiên sinh đang dạy nhưng thỉnh thoảng lại cười khúc khích, lại gây ra sự cảnh giác đối với Thâm Thâm cô nương. Ngay sau đó, nàng ta cũng lấy lý do đi vệ sinh để xin phép ra ngoài. Lý Ngư ngồi ngay ngắn trên đường, ngửa mặt đếm số đốm bụi bám trên nóc nhà, sau khi đếm được 141, thân thể hắn cuối cùng cũng hồi phục lại bình thường, hắn vừa mới thở dài, Thâm Thâm cô nương đã chạy vào. Tiểu lang quân, tiên sinh đang dạy ta, tiên sinh ra đề rất khó hiểu, người mau giải thích giúp ta với. Lý Ngư ngạc nhiên nhìn Thâm Thâm, bộ ngực của Thâm Thâm tung tẩy, cái miệng nhỏ xinh nói. Tiên sinh nói một người dùng xe chở gạo, từ Trường An chuyển đến Lan Điền, xe chở gạo một ngày có thể đi 50 dặm, xe không chở gạo một ngày có thể đi 70 dặm, 5 ngày đi về 3 lần, hỏi hai nơi cách nhau bao nhiêu dặm. Lý Ngư hoảng sợ nhìn Thâm Thâm đi đến gần. Tiểu lang quân, ngươi mau tính toán giúp ta đi. Lý Ngư tức thì giớn cổ gọi to. Bá Hảo, Bá Hiên, mau theo ta đi tuần sát chợ Tây. Nói xong, hắn liền bỏ lại Thâm Thâm với vẻ mặt kinh ngạc mà chạy chối chết. Thử nghĩ xem, Lý Ngư hỏa khí đầy bụng như vậy, nhìn thấy pháo trúc, hỏa thế sông thiên, hắn có thể không tức giận trong lòng sao? Ai đây nhỉ, khai trương thôi mà, dùng pháo trúc đốt nhiều như vậy làm gì, xa gần nhìn thấy, ta còn tưởng rằng có hỏa hoạn chứ. Lý Ngư vẻ mặt không vui vẻ mà nói, rẽ đám đông đi vào, sau đó hắn nhìn thấy Thiên Diệp cô nương đang sóng vai cùng Nhiếp Hoan đi vào trong cửa tiệm. Dương Thiên Diệp nhìn thấy Lý Ngư, bất ngờ mở to mắt, sắc mặt kinh dị. Nàng thật sự không biết Lý Ngư cũng ở chợ Tây, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của hắn, giống như là một tiểu lại. Lý Bá Hảo và Lý Bá Hiên lúc này cũng nhìn thấy Dương Thiên Diệp nàng mặc nam trang, em vợ của Võ Đại Đô Đốc, bọn họ làm sao không nhận ra được cơ chứ? Lúc đầu nàng ở Võ gia cùng với Hột Can Thừa Cơ có ý đồ bắt Võ Đại Đô Đốc làm con tin, hai bên từng ra tay với nhau. Lý Bá Hảo chỉ về hướng nàng, hét lớn. A ha, hóa ra là ngươi, ngươi. Dương Thiên Diệp nhìn thấy y và Lý Bá Hiên, sắc mặt biến đổi, chuẩn bị ra tay, nhưng Lý Ngư đã kịp thời cắt ngang lời của Lý Bá Hảo, hơn nữa giữ chặt Lý Bá Hiên muốn rút kiếm, hạ giọng nói. Ngừng tay, nguyên do bên trong hết sức phức tạp, chưa nói toạc trước mặt mọi người. Lý Bá Hảo ngây người, ngạc nhiên nói. Tại sao không động thủ bắt nàng ta? Lý Ngư che miệng, hạ giọng nói. Hai người các ngươi ở lại, giữ ở cửa, không được lên tiếng, chờ hiệu lệnh của ta. Lý Bá Hiên lập tức có hứng thú, vui vẻ nói. Không sai, đại nhân vật bắt người, nào có đơn giản như vậy, đó là việc mà lưu manh đầu đường mới làm như vậy. Ngươi yên tâm đi, hai bọn ta chờ hiệu lệnh của ngươi. Lý Bá Hảo cũng phản ứng, mặt mày hớn hở nói. Bọn ta đợi khi ngươi làm rơi chén làm hiệu lệnh được chứ? Lý Ngư nghĩ thầm. Lầu phòng này lớn như vậy, trong ngoài lại ầm ĩ, ta ở bên trong làm rơi chén, các ngươi nghe được hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Ngư ước gì bọn họ đừng sinh sự, vội vàng gật gật đầu, nhanh chóng bước tới. Ha ha, sơn thủy hữu tương phùng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lý Ngư cười chào hỏi Dương Thiên Diệp, nhưng không gọi tên, bởi vì hắn thực sự không biết lúc này Dương Thiên Diệp dùng tên gì thân phận gì. Dương Thiên Diệp hiểu rõ dụng ý của hắn, trong lòng thầm cảm kích, vội chắp tay nói. Hóa ra là Lý Huynh,
Thiên Diệp có lễ. Lý Ngư nghe nàng nói chuyện, hiểu được nàng không dùng tên gọi khác, mới thuận thế tiếp lời. Thiên Diệp cô nương sao lại ở đây? Dương Thiên Diệp khóe môi cong lên, nói. Nô gia ở đây mở một tiệm kinh doanh ngành châu báu, không biết Lý gia lang quân tại sao lại đến đây vậy? Lý Ngư phải ngón tay cái về phía sau, ho một tiếng nói. Lý Mỗ bất tài, hiện nay vẫn ở chợ Tây làm thị trưởng chợ Tây. Dương Thiên Diệp ngây người, nói. Có việc này ư, sau này, vẫn nhờ Lý thị trưởng chiếu cố nhiều hơn. Lý Ngư nói. Nào dám, nào dám. Hai người nói xong câu nói khách khí này, cũng không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ đứng đó nhìn nhau. Nhiếp Hoan vuốt cằm, có hứng thú nhìn bên này, lại nhìn bên kia, cảm thấy giữa hai người dường như có rất nhiều câu chuyện. Chỉ là nhất thời cũng không phỏng đoán được rõ ràng được mối quan hệ giữa hai người họ. Muốn nói hai người là một đôi tình lữ, thần khí trên khuôn mặt hai người vô cùng cổ quái, lại không giống với tình nhân gặp nhau. Nếu nói là bạn cũ gặp lại, cuộc đối đáp của hai người lại không có chút bộ dạng nguồn gốc gia môn nào. Dương Thiên Diệp muốn mở tiệm ở chợ Tây, rõ ràng không tiếc bỏ ra cổ phần lấy danh nghĩa gã, mời gã làm chỗ chống lưng, rõ ràng thấy được nàng ta gần đây cũng không hề qua lại với bất kỳ nam nhân nào, bằng không nếu như biết được rằng kẻ kia là trưởng Tây thị thự, có lẽ sẽ nhờ hắn ta chiếu cố, không cần thiết phải nhờ vả mình. Nhưng nếu nói hai người xa nhau đã lâu, ánh mắt bọn họ một chút cũng không giống, sao mà không hiếu kỳ được. Mạc Bạch Diệm và Phùng Nhị nhìn thấy Lý Ngư cũng ngây người. Kỳ thực hai người mở cửa tiệm chạy thủ tục, cũng đã từng đi qua Tây thị thự. Nhưng chẳng qua họ không phải tự mình đi, mà là sai thủ hạ đi làm. Cho dù là hai người họ tự mình đi, chỉ là làm một số đăng ký quá hộ, thủ tục mở cửa tiệm, cũng sẽ không gặp Lý Ngư, thì vẫn sẽ không biết vị tôn thần bên đó là Lý Ngư. Hai người có chút hoảng loạn nhìn nhau, Mạc Bạch Diệm vội vàng bước lên trước cười nói. Đông chủ, Hoan thiếu, Lý Lang Quân, vẫn xin mời vào trong nói chuyện. Đây là cửa ra vào, rất nhiều người không tiện. Dương Thiên Diệp cũng phản ứng lại, vội nói với Nhiếp Hoan. Hoan thiếu, chậm trễ, mời. Nhiếp Hoan mỉm cười, lại có hứng thú liếc nhìn Lý Ngư, bước chậm vào bên trong. Mạc Bạch Diệm vội vàng bước theo, vô cùng khách khí hướng dẫn hắn lên lầu. Bởi vì Mạc Bạch Diệm biết rõ thời cơ xen vào, Dương Thiên Diệp mới đi chậm lại một bước, liếc nhìn Lý Ngư, muốn mở miệng. Lý Ngư nhìn nàng ta với một bộ dạng nóng lòng muốn thoát khỏi mình, bèn đã tựa như quen thuộc đi vào bên trong. Trước đó không biết Thiên Diệp cô nương mở cửa tiệm ở đây, vẫn chưa chuẩn bị quà mừng, sau này sẽ bù, thứ tội, thứ tội. Dương Thiên Diệp cắn môi, vội vàng bước theo. Ngươi cứ theo ta làm gì? Hai người đồng thanh mở miệng, nhỏ tiếng hỏi, đồng thời kinh ngạc, lại không hẹn mà cùng mở miệng. Ta nào biết rằng ngươi ở đây? Câu này nói xong, hai người nhìn nhau chăm chăm. Lý Ngư cảnh cáo nói. Cô vẫn không bỏ cuộc à? Chạy đến địa bàn của ta, lại muốn làm chuyện gì đây? Dương Thiên Diệp thản nhiên cười. Mở cửa tiệm kiếm tiền. Lý Ngư vẻ mặt đầy hồ nghi. Từ bỏ là quyết định của cô à? Dương Thiên Diệp thở dài, nói. Không thì còn có thể có cách nào khác. Lần lượt thất bại, ta đã hiểu rõ. Rất nhiều việc, những gì đã trôi qua, thì không có cách nào vãn hồi. Khát vọng đã tan, nên nghĩ cách mở cửa tiệm kiếm tiền, tìm một nam nhân vừa ý gả cho người đó, giúp chồng dạy con. Lý Ngư trừng mắt nhìn nàng ta. Giúp chồng dạy con, chính là nam nhân lúc nãy hay sao? Dương Thiên Diệp liếc hắn. Ngươi không biết Nhiếp Hoan. Nhiếp Hoan, nghe quen tai lắm, hắn ta làm gì? Nhiếp Hoan theo Mạc Bạch Diệm đi lên lầu 2, xoay người lại cười nói. Ta dường như nghe hai vị đang bàn về ta. Dương Thiên Diệp mỉm cười, nói. Nói ra thật buồn cười, vì Tây thị thự, Lý thị trưởng đây lại không biết đại danh của Hoan thiếu hay sao ấy. Ánh mắt Nhiếp Hoan lại lần nữa chú ý trên người Lý Ngư. Vẫn chưa thỉnh giáo, vị này là. Lý Ngư và Dương Thiên Diệp cũng leo trên bậc thềm, Dương Thiên Diệp nói. Vị này, là thị trưởng Tây thị thự Lý Ngư Lý Lang Quân. Dương Thiên Diệp nói xong, lại giới thiệu với Lý Ngư. Lý Lang Quân. Vị này là Nhiếp Hoan, Hoan thiếu đại danh đỉnh đỉnh. Trường An Tam Kiệt, gồm Thường Kiếm Nam, Trương Nhị, Nhiếp Hoan. Nhiếp Hoan cười ha ha, nói. Nhiếp Mỗ được bạn bè giang hồ nâng đỡ, nằm trong tên tuổi Trường An Tam Kiệt, để Thường Lão Đại, Trương Lão Đại đứng đầu thôi, mình lại đứng cuối, chê cười rồi, chê cười rồi. Dương Thiên Diệp thản nhiên nói. Hoan thiếu khách khí rồi,
Đó là bởi vì ngài so với hai vị kia trẻ tuổi hơn, cho nên mới xếp hạng cuối cùng mà thôi. Nhiếp Hoan cười nhạt. Trên giang hồ, dùng thực lực để nói chuyện, so tuổi, không có giá trị. Khi nói câu này, ánh mắt gã vẫn luôn nhìn Lý Ngư. Có lẽ, ở trước mặt Thường Kiếm Nam, chỉ có gã là có thể cùng ngồi ngang hàng, chỉ có là bộ hạ cũ trong quân ngày trước gã mới khiêm nhường một chút, đối với tứ lương bát trụ dưới trướng Thường Kiếm Nam, gã hoàn toàn không coi vào đâu, càng không nói đến Lý Ngư chỉ đứng trong thập bát hành này. Nhưng mà, gã cảm thấy nam nhân trước mắt này không đơn giản với thân phận mà hắn ta biểu hiện ra bên ngoài. Kỳ thực, cảm giác này của gã trên mức độ rất lớn lại là bởi vì phản ứng của Lý Ngư, mà không phải tuệ nhãn như đuốc vừa nhìn đã nhận ra Lý Ngư như một viên minh châu vương bụi. Lý Ngư hoàng đế đã thấy qua, thái thú đấu qua rồi, đại đô đốc bị hắn lừa gạt qua. Trên giang hồ, lại từng đấu với La Nhất Đao đến nỗi mặt xám mày cho, còn từng chính diện chống lại sự uy áp của Thường Kiếm Nam, như vậy với kinh nghiệm mở rộng tầm nhìn phong phú của hắn, khí độ ăn nói đương nhiên bất phàm. Trước kia Lý Ngư không biết Hoan Thiếu là ai, nghe Dương Thiên Diệp giới thiệu, mới nghĩ ra đây là người cùng với Thường Kiếm Nam, Trương Nghị nổi danh truyền kỳ, cũng chỉ âm thầm hơi có chút kinh ngạc mà thôi, đương nhiên không đến nỗi trước sau cung kính, nhưng ở trong mắt Nhiếp Hoan, lại không khỏi cảm thấy hắn là người có nhiều bí ẩn, không phải là thân phận đơn giản như bề ngoài như vậy. Đón nhận ánh mắt sắc bén của Nhiếp Hoan, Lý Ngư vô cùng bình tĩnh. Nhiếp Hoan đang quan sát hắn, hắn cũng đang quan sát Nhiếp Hoan. Dương Thiên Diệp nói giúp chồng dạy con hắn không tin, nhưng lại tin vị Hoan Thiếu trước mắt và Dương Thiên Diệp có lẽ có mối quan hệ không bình thường, hắn cũng muốn xem thử, người này rốt cuộc có phải là ý trung nhân của Dương Thiên Diệp hay không. Mạc Bạch Diệm vừa nhìn bầu không khí có chút khẩn trương, con ngươi xoay chuyển, vội vàng nghênh thỉnh nói. Nào nào, Hoan Thiếu, Lý Lang Quân, hai vị quý khách, mời ngồi. Người đâu, dâng trà hầu hạ. Ngoài cửa lớn, hai huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên hoàn toàn không có giác ngộ con cháu thế gia cao môn lũng hiếu, vô cùng hưng phấn làm thần giữ cửa. Hai người một trái một phải đứng ở đó, vênh mặt một hồi, Lý Bá Hảo bỗng nhiên trong đầu lóe lên ánh sáng, nhìn sang đệ đệ nhà mình. Lý Bá Hiên vội vàng đến trước mặt y. Phát hiện cái gì vậy? Lý Bá Hảo không khách khí nói. Ta phát hiện cái rắm ấy. Ta đang nghĩ, đệ vòng sau lầu đi. Lý Bá Hiên ngẩn ra. Tại sao? Lý Bá Hạo cười lạnh nói. Tiểu yêu nữ đó quỷ kế đa đoan, nàng ta nếu như từ sau cửa sổ chạy thoát thì làm sao? Chúng ta một trước một sau, chờ Lý Ngư làm rơi chén, chúng ta đồng thời nhảy vào trong bắt người, nàng ta có chạy đằng trời. Lý Bá Hiên vui mừng, chỉ cảm thấy trò chơi này thật thú vị, vội nói. Được, ta đi ra sau. Gã lập tức kích động đi ngay. Tin tức Nhiếp Hoan xuất hiện ở chợ Tây đã truyền đến, lầu thượng lầu. Thường Kiếm Nam nhìn như vô vi mà chỉ, nhưng cơ sở ngầm trải rộng toàn bộ chợ Tây, tin tức Nhiếp Hoan giá lâm, đương nhiên sẽ trước tiên xuất hiện ở trước án của y. Nhiếp Hoan đến Mường Càn Long Đường khai trương. Thường Kiếm Nam nhướng lông mày lên. Một cửa hàng châu báu, tại sao lại chọn ở khu phố đó? Cửa tiệm đó tuy rằng có Nhiếp Hoan chống lưng, đáng lẽ phải lựa chọn chợ đông mới đúng. Nhiếp Hoan giống như một con ngựa hoang khó thuần phục, chủ cửa tiệm Càn Long Đường này là ai? Có thể mời được tên tiểu tử Nhiếp Hoan này ra mặt chống lưng cho mình thế. Thám tử báo tin là một tiểu cô nương bán hoa, lúng túng nói. Tiểu nương tử cửa tiệm đó tại sao lại lựa chọn chợ Tây, hơn nữa lại chọn khu đường Thập Tam, tiểu nhân cũng không rõ, còn phải thám thính thêm. Hoan Thiếu đến một cách kỳ lạ, thuộc hạ lo lắng rằng, không phải hắn ta muốn đánh chợ Tây chúng ta chứ. Cô ta vừa nói đến đây, Thường Kiếm Nam trừng mắt, nói. Từ từ, ngươi vừa mới nói. Tiểu nương tử của cửa tiệm. Cô nương bán hoa cúi người nói. Dạ. Thường Kiếm Nam đảo con ngươi, nói. Tiểu nương tử cửa tiệm. Tiểu nương tử kia nhan sắc thế nào? Cô nương bán hoa suy nghĩ, hiển nhiên không phải là nghĩ đến tướng mạo của tiểu nương tử đó, mà là nghĩ làm thế nào để nói, vò đầu bứt tai một lát, lại nghĩ không ra được hình dung thế nào. Mắt nhìn thấy Thường Kiếm Nam dần không nhịn được, dưới tình thế cấp bách, từ trong lãng hoa rút ra một bông hoa không biết tên, nói. Vị tiểu nương tử đó mặc nam trang, nhưng mà vẫn xinh đẹp như một bông hoa, với một chiếc lá nho nhỏ xanh biếc, là nhụy hoa ở giữa như tuyết trắng mềm mại. À, cũng không đúng lắm, phải để phản chiếu ở trong nước, mới có thể lộ ra được vẻ đẹp của nàng ta. Thường Kiếm Nam thấy buồn cười, gật đầu với vị cô nương bán hoa đó, nói. May là ngươi không biết chữ, nếu không, có lẽ đã trở thành thi nhân rồi đấy.
Vị cô nương bán hoa đó đỏ mặt, nói. Nô, nô nô nói sai gì ạ? Thường kiếm nam cười mà không đáp, xoay qua Lương Thần, Mỹ Cảnh, nói. Nếu cửa tiệm đó là một vị cô nương cực kỳ xinh đẹp, tên tiểu tử Nhiếp Hoan này đến tham gia, vậy chẳng có gì kỳ lạ. Mỹ Cảnh kìm không được nói. Hoan thiếu thích vị cô nương chủ cửa tiệm đó ư? Thường kiếm nam cười nói. Tên lãng tử này, cuối cùng cũng có suy nghĩ muốn thành gia thất rồi. Y phất tay áo, nói. Điều này còn phải hỏi, vị cô nương đó ắt là người mà hắn ta ngưỡng mộ, nếu không, ai có thể sai được hắn ta. Các ngươi đi, chuẩn bị một phần quà mừng thích hợp, thay ta đi tặng. Dạ. Lương Thần đáp một tiếng, kéo tay áo Mỹ Cảnh vội vàng đi ra ngoài. Vị cô nương bán hoa đó cũng khẩn trương đi theo. Lúc này, xe nhỏ đã chuyển bánh đi Đông Hoa. Đệ nhất danh ký thích tiểu liên cô nương phường Bình Khang, đang ngồi trên một chiếc xe thoảng ra mùi bích hương xạ, cũng đến Càn Long đường khu đường Thập Tam. Nhà mình khai trương kinh doanh cửa tiệm, nàng ta là đệ nhất danh ký Trường An, đại ngôn quảng cáo này nhất định phải có mặt rồi. Dương Thiên Diệp nói chuyện với Nhiếp Hoan và Lý Ngư một hồi, Phùng Nhị bèn bước nhanh tới, thi lễ với Dương Thiên Diệp. Đông gia, giờ lành đã đến, nên thỉnh thần tài rồi. Dương Thiên Diệp cười áy náy với Nhiếp Hoan và Lý Ngư, rồi đứng dậy. Nhiếp Hoan phất tay nói. Cô nương cứ bận việc của mình, cứ mặc Nhiếp mỗ, không phải để ý, ta sẽ cùng với Lý Ngư huynh đệ nói chuyện giải sầu là được rồi. Dương Thiên Diệp gật đầu nói. Vậy xin phép. Nàng lại nhìn chằm chằm vào Lý Ngư, dường như đang cảnh cáo hắn không được nói sằng bậy với người này, rồi theo Phùng Nhị và Mặc Bạch Diệm khoan thai đi xuống lầu. Nàng là chủ tiệm thật sự, khách hàng thông thường đến nàng cũng không cần để ý tới, kinh doanh cũng không cần nàng quan tâm, nhưng việc thỉnh thần tài này không thể để người khác thay thế, bắt buộc nàng phải tự mình đi thỉnh. Cho dù là Dương Thiệp Diệp bình thường đặc biệt không tin thần Phật tồn tại, lúc này cũng thả rằng tin là có, không dám khinh thường. Trong đại sảnh lầu 1, sớm đã có một người với bộ dạng phương sĩ đang đứng ở trong đường, vị trí đối diện ông ta, chính là vị trí sắp sửa đặt thần tài, bức bình phong điện thờ trước đó đã làm xong đã được người ta nâng qua đây, định đặt ở chỗ đó. Thần tài có phân biệt văn thần tài, võ thần tài, từ ngành nghề không giống nhau, không thể mời lung tung được. Người đảm nhận văn chức, cùng với người làm thuê, thích hợp cung phụng văn thần tài. Về phần kinh doanh, làm binh làm quan, từ người trước võ, thì phải cung phụng võ thần tài. Văn thần tài phải được để đối diện sau cửa, đặt ngay vị trí ngồi của chủ cửa tiệm. Không những văn thần tài thần thái hòa khí, người thấy được có phần, sẽ đem tài phân tán cho khách. Về phần võ thần tài, ngoại trừ việc tích tài, còn có tác dụng bảo vệ, cho nên phải đặt phía đối diện cửa lớn. Nghề nói thương, nơi nói mừng, đều là người kinh doanh, đương nhiên là phải cung phụng võ thần tài rồi. Vì phương sĩ đó lựa chọn điểm cắt ngay phía đối diện cửa chính, dùng đền thờ đặt ngay vị trí đó. Bên cạnh bốn tên hầu chụp lên một cái đĩa màu hồng, trên đĩa màu hồng chính là võ thần tài được thỉnh đến. Dương Thiên Diệp dưới sự tháp tùng của Mặc Bạch Diệm và Phùng Nhị đến chính đường lầu dưới, do Mặc Bạch Diệm và Phùng Nhị cùng thỉnh bức tượng màu đỏ đến đền thờ, vị phương sĩ đó bèn đem một cuốn kinh văn hai tay chỉnh cho Dương Thiên Diệp. Thỉnh thần tài không có kinh văn đặc định, chỉ cần thành thật lễ kính, tụng kinh chân thành, để cho thần tài nghe được lời cầu nguyện của bạn là được. Chẳng qua khó tránh khỏi có người khiêm tốn. Nhất thời nghĩ không ra nói gì, cho nên vị phương sĩ đó vẫn chuẩn bị một bộ thuyết từ. Nhằm để thần tài khai quang, không cần thiết phải làm những việc có đạo lý, thần tài là thỉnh đến nhà bạn, để phù hộ cho bạn, đương nhiên là phải do bạn đích thân đến thỉnh. Đây cũng là khai quang, không khai quang chỉ là một thần Phật trống rỗng, để ở đó cũng không có tác dụng gì. Chẳng qua, chỉ có tượng thần Phật thỉnh pháp thân vào ở mới gọi là khai quang, những vật khác đều là bùa ngải, lấy một chuỗi niệm châu, một ngọc bài, cũng nói là cao nhân khai qua quang rồi, đó là không đúng, đó chỉ có thể gọi là bùa ngải thần niệm ở trong đó thôi. Dương Thiên Diệp thành thật tụng kinh niệm Phật, cầu thỉnh thần tài pháp thân vào ở, bên cạnh sớm có người giữ ba cây cao hương chờ, trước khi kết thúc khai quang không thể thắp hương, bởi vì lúc này thần Phật pháp thân vẫn chưa vào ở, thắp hương ngay cũng không có ích lợi gì. Ở bên cạnh người đứng cầm hương đó còn có một tiểu nhị bưng đồ lễ, võ thần tài ngoài hương lễ trái cây ra thì còn có thể cúng cả thịt rượu. Không giống với văn thần tài thông thường yêu cầu đồ chay, chỉ là trong số hoa quả không thể có quả lê, đây là thứ kiêng kỵ duy nhất, những cái khác đều không có vấn đề gì. Nếu như là mùa vụ, đúng vào mùa trái cây, ngược lại không cần lo lắng đợi thần tài. Dương Thiên Diệp trịnh trọng việc thỉnh thần tài, Nhiếp Hoan và Lý Ngư bèn đi tới lan can, đứng ở trên nhìn xuống,
từ bên trên có thể nhìn thấy nàng đang ở lầu dưới tụng kinh thỉnh thần. Nhiếp Hoan liếc nhìn Lý Ngư, thăm dò cười nói. Túc Hà và Thiên Diệp cô nương, dường như quan hệ không bình thường. Lý Ngư không rõ dụng ý của gã, cẩn thận đề phòng đáp. Chỉ là có một chút duyên cơ nên qua lại với nhau thôi. Nhiếp Hoan nhếch miệng cười, nói. Chỉ là qua lại chút thôi ư. Gã nhìn về hướng Dương Thiên Diệp, híp mắt lại, cười nói. Vị Thiên Diệp cô nương này phong thái xuất sắc, khí chất thoát tục, dung nhan thanh lệ, không giống người phàm. Cũng khó trách Túc Hà thích cô ấy. Lý Ngư thừa cơ hỏi. Hoan thiếu cũng thích Thiên Diệp cô nương đúng không? Nhiếp Hoan lắc đầu. Thiên Diệp cô nương điểm nào cũng tốt, đáng tiếc thân hình hơi gầy một chút, nhìn đi không thấy ngực, nhìn lại cũng không thấy mông, quá gầy, khó chịu đựng được giày vò, không phải là mẫu hình mà Nhiếp mỗ thích. Lý Ngư nghe gã nói vô lễ như vậy, vừa mở miệng ra đã chê ba điểm ở Thiên Diệp, trong lòng cũng không thích. Tuy nói khi Lý Ngư và những người nam nhân khác ở cùng nhau, nếu nhìn thấy một người đẹp, cũng sẽ bình phẩm từ đầu đến chân, không bao giờ chán, chẳng qua tiền đề để làm như vậy là người con gái đó không hề có quan hệ gì với hắn. Kỳ thực Dương Thiên Diệp và Lý Ngư hiện tại có mối quan hệ gì cũng không có. Nhưng hắn không thích nghe Nhiếp Hoan vô lễ như vậy, đặc biệt là sự đánh giá của Nhiếp Hoan lại quá thấp đối với nàng ta. Trong lòng hắn tức giận, lập tức phản bác. Hoan thiếu có lẽ mắt kém, Thiên Diệp cô nương mặc y phục nhìn gầy, y phục rộng thì sẽ có da thịt hơn. Không chỉ khí chất tuyệt vời, mà thân hình cũng cực kỳ đẹp. Nhiếp Hoan hơi híp mắt lại, mỉm cười nói. Vậy sao, cái này Nhiếp mỗ nhìn không ra, Túc Hà thật sự có con mắt tốt, hoặc là, Túc Hà đã từng nhìn thấy thân hình của Thiên Diệp cô nương mà người khác chưa từng nhìn thấy. Lý Ngư nhớ tới cảnh tượng kiều diễm, bắt cá, lúc trước, Dương Thiên Diệp là công chúa cao quý, thân phận tôn quý, há có đạo lý nào mà dễ dàng cho người khác tiếp cận. Có tiếp xúc mật thiết với nàng, hiểu được cơ thể nàng, thân thể đẹp đó, thế gian này có lẽ chỉ có duy nhất nam nhân hắn thôi. Chẳng qua, sự việc liên quan tới danh tiết của Thiên Diệp, Lý Ngư tự nhiên không thể khoe khoang nói khoác, do đó chỉ cười nhạt, ung dung nói. Điều này không cần phải đích thân nhìn thấy, vẻ đẹp của Thiên Diệp cô nương, chỉ cần không phải người mù, ai mà không nhìn thấy được. Câu nói này rõ ràng chính là kích vào câu của Nhiếp Hoan, nói gã có mắt như mù. Nhiếp Hoan cảm thấy không vui, nhạt nhẽo nói. Nhiếp mỗ cũng không phủ nhận Thiên Diệp cô nương rất đẹp, chỉ là khí chất nàng ta cao ngạo lạnh lùng, chưa gì đã từ chối người ngoài ngàn dặm. Nhiếp mỗ thấy, một nữ nhân không cho phép nam nhân thân cận như vậy cùng với một nữ nhân ai cũng có thể lấy, thì dù đẹp, có giá trị gì chứ? Lý Ngư vừa nghe gã so sánh Dương Thiên Diệp cùng với dâm phụ ai cũng có thể làm chồng, trong lòng tức giận, nói. Hoan thiếu nói thế khá như có lý, như dám chó không kêu. Nếu một cô nương có dung mạo, giữ mình trong sạch, nam nhân nào mà không yêu thích, nam nhân nào mà không muốn. Nhiếp Hoan vừa nghe liền tức giận, nếu như lão tử không phải là cổ đông trong này, một thị trường chợ Tây tép diêu như ngươi, ta sẽ bỏ qua cho ngươi hay sao? Nể ngươi chút mặt mũi, có phải ngươi đã quên thân phận của Nhiếp mỗ ta? Cho dù lão đại các ngươi thường kiếm nam, cũng phải nể mặt ta vài phần. Nhiếp Hoan căm hận nhìn Lý Ngư, nếu bị Nhiếp Hoan trừng mắt, đổi lại một người khác thì sợ đến nỗi chân tay mềm nhũn. Lý Ngư lại không hề sợ hãi, ngang nhiên trừng mắt nhìn lại. Hoan thiếu hà cớ gì không vui, trừ phi bị Lý mỗ nói chúng tâm sự rồi. Nhiếp Hoan nào biết rằng mình bị hắn chống đối như vậy, là bởi vì gã đã hạ thấp nữ nhân mà hắn thích, mà ngay cả bản thân Lý Ngư, lúc này cũng không ý thức được tính tình mình luôn khoan dung nhẫn nhịn, không thích thì phi lúc này lại giống như con gà trọi, là bởi vì hắn không vui có kẻ mạo phạm đến Dương Thiên Diệp. Hai nam nhân giận dữ nhìn nhau, cơn giận dâng cao. Dừng xe. Xe ngựa dừng ở ngoài, Càn Long đường, hai hầu gái xinh đẹp đặt chân xuống, nhấc rèm lên, đỡ Thích Tiểu Liên bước xuống. Hôm nay Thích Tiểu Liên ra ngoài nên rất để tâm đến trang phục, nàng vốn chính là đệ nhất danh ký phường Bình Khang, một cái nhăn mày một tiếng cười, nhất cử nhất động, vừa nhướng mày vừa bĩu môi, đều là luyện tập từ nhỏ, có ý làm thế nào để thu hút nam nhân, lúc này đã thành đại gia, phong vận khí chất đều bất phàm, lập tức gây xôn xao trong đám đông. Rất nhiều người ghé đầu nói thầm vào tai hỏi lẫn nhau, đáng tiếc ít có người biết được bộ mặt thật của Thích Tiểu Liên. Chẳng qua, ở chiếc xe ngựa, bên trên có một chữ Thích, họ Thích, lại tuyệt sắc như vậy, nhất thời có người nghĩ ngay đến đệ nhất danh ký Thích Tiểu Liên Phương Bình Khang. Người đoán được đó cũng không quan tâm mình đoán có chính xác không, lập tức khoe khoang thì thầm cùng người khác, tin tức truyền ra, trên đường vô số người đều hướng về bên này.
Bách tính ở đây hiếm khi thấy thích hoa đến, cản long đường, không cần tốn tiền cũng có thể nhìn thấy được, mọi người dĩ nhiên chen đến đông đúc. Thích Tiểu Liên dịu dàng mềm mại từ từ xuống xe, đi vài bước, lại nhẹ nhàng đứng lại, tự có tên hầu đi vào trong bẩm báo. Dương Thiên Diệp vừa mới thỉnh thần đăng vị, thắp hương, nghe nói Thích Tiểu Liên đến, nàng đối với vị đệ nhất danh ký phường Bình Khang này cũng có chút rất hiếu kỳ, vội vàng đích thân tới nghênh đón. Hai bên chào hỏi nhau, Dương Thiên Diệp không khỏi thầm khen ngợi trong lòng. Rất xinh đẹp, chẳng trách Nhiếp Hoan mê luyến nàng ta. Thích Tiểu Liên vừa nhìn thấy vị cô nương ở cửa tiệm, nhất thời trong lòng cũng đầy cảnh giác, nàng ta đương nhiên tự phụ dung mạo của mình, nhưng người như Dương Thiên Diệp này khí chất phong tình khác hoàn toàn với nàng ta, thật sự mà nói, Xuân Lan Thu Cúc cũng không dám nói tự mình đẹp hơn so với vị nữ nhân kia. Tên oan gia kia có thật sự là vì chút cổ phần mang danh nghĩa ta mà phá lệ đồng ý với vị Thiên Diệp cô nương này, hay là đặc biệt thèm muốn mỹ sắc của cô nương người ta? Vậy thì tại sao hắn lại muốn ta biết? Ôi chao, tên khốn kiếp đó hay là muốn tề nhân chi phúc, cố ý tạo ra cơ hội, để cho hai chúng ta làm tỉ muội. Trong lòng Thích Tiểu Liên cảnh giác, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười với Dương Thiên Diệp, thản nhiên phúc lễ nói. Quý hàng danh nổi Đông Đô, Tiểu Liên kính mộ đại danh đã lâu, nay Thiên Diệp cô nương mở cửa tiệm, không khỏi vui mừng, lập tức đến đây, hy vọng có thể chọn được vài món trang sức vừa ý trở về. Đám đông xôn xao, vị mỹ nhân này quả nhiên chính là Thích Tiểu Liên, đệ nhất danh ký Trường An. Nói cách khác, cũng có thể gọi là thiên hạ đệ nhất danh ký. Tức thì có rất nhiều người hô hào, kêu gọi bạn hữu, có người nỡ rời đi, hai con mắt nhìn chăm chú, chỉ mong được nắm thêm nhiều hơn, lâu hơn nữa. Tiểu Liên cô nương đại giá quang lâm, tiểu tiệm rất vinh hạnh. Cô nương mau mời vào, nô gia cũng hy vọng có thể có chút châu bảo trang sức vừa mắt Tiểu Liên cô nương đây. Dương Thiên Diệp tươi cười rạng rỡ, vội vàng lên phía trước, thân thiết đỡ tay Thích Tiểu Liên, tựa như một đôi bạn tốt sóng vai vào cửa tiệm. Nhiếp Hoan là cổ đông bí mật không thích công khai, gã chỉ cần đến cửa tiệm lộ mặt, tặng một tấm biển, có tác dụng là được. Thích Tiểu Liên cô nương hôm nay đến đây, cũng không dễ công khai thân phận cổ đông, nếu như nàng ta dùng thân phận khách đến để tham gia, hiển nhiên tác dụng càng lớn hơn, đây là cuộc thương lượng giữa Nhiếp Hoan và Dương Thiên Diệp. Có đệ nhất danh ký Trường An quảng cáo cho Cản Long Đường, không những buôn bán sẽ tốt lên nhiều, hơn nữa nàng đang ẩn thân lúc này, mượn cớ mở cửa tiệm để che giấu thân phận thật sự càng an toàn hơn một chút, cho nên Dương Thiên Diệp đối với là bùa hộ thân Thích Tiểu Liên này rất hoan nghênh, sự nhiệt tình dường như so với việc thỉnh thần tài lúc nãy càng rõ ràng hơn. Thích Tiểu Liên và Dương Thiên Diệp sóng vai vào cửa tiệm, Lý Ngư và Nhiếp Hoan đang đứng ở lầu hai đấu nhau như gà chọi không khỏi nhìn lại, mắt nhìn thấy người con gái trong lòng mình thích đi vào cửa tiệm, Nhiếp Hoan lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười, sắc mặt tức giận cũng nhạt đi. Lý Ngư liếc nhìn xuống lầu, đối với mỹ nhân sóng vai cùng vào trong với Thiên Diệp, cũng âm thầm cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn vừa nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của Nhiếp Hoan, lập tức hiểu được vị cô nương xinh đẹp đó có mối quan hệ cực mật thiết với Nhiếp Hoan. Ngươi vô lễ với Thiên Diệp, ta không được vô lễ với nữ nhân của ngươi hay sao? Lý Ngư lập tức tấm tắc khen ngợi. Chật chật chật, đèn xe đính phối này như mật đào, quả thật xinh đẹp. Nhiếp Hoan căn bản nghe không hiểu nửa câu nói trước của hắn là đang nói gì, nhưng nửa câu sau lại hiểu, cũng không biết hắn đang khen phong tình hay là bộ ngực sữa của Tiểu Liên, gã liếc nhìn Lý Ngư, không nói gì. Lý Ngư lại chăm chú nhìn cặp mông tròn của Tiểu Liên cô nương, nhìn bờ mông thướt tha uyển chuyển, cười hi hi nói. Hông rộng qua vai, như vị thần tiên sống, vị nam nhân nào có được cô nương đó, thật sự là có phúc. Nữ nhân của mình bị người khác bình phẩm từ đầu đến chân như vậy. Nhiếp Hoan vỗ vào lan can, khí sông lên đầu. Đủ rồi, ăn nói quá thô tục, họ Lý kia, ngươi thật càn rỡ. Lý Ngư tỏ vẻ kinh ngạc. Ô, Hoan thiếu vừa nãy không phải cũng bình phẩm Thiên Diệp cô nương từ đầu đến chân hay sao? Vì cô nương này xinh đẹp quyến rũ, diễm lệ vô song, sao lại không để người khác bình phẩm từ đầu đến chân? Chỉ có ngươi nói năng lỗ mãng, còn ta mở miệng bình phẩm thì không được à, Hoan thiếu, ngươi uy phong quá lớn rồi đấy. Hắn cười hống hách, nói. À, có lẽ là ta không được phép bình phẩm, ta không nên nói là thần tiên sống nay, đáng lẽ nói là thần tiên sau khi nhập tự, có thể kẹp chung vào các loại thần tiên. Hắn nói chưa xong, Nhiếp Hoan đã giận tím tái mặt mày, hung hăng tung một quyền về phía hắn, quát to. Tiểu tử thối, ngươi muốn chết sao? Lý Ngư không cam chịu tỏ ra yếu kém, tức khắc dùng thiết môn xoan, ngăn cản một quyền của gã, còn đâu nể mặt mũi nữa. Cũng không nghĩ Nhiếp Hoan trên chiến trường luyện được công phu cực kỳ bá đạo,
Một quyền này đánh ra, Lý Ngư đưa cánh tay đỡ, tuy rằng cánh tay đã đỡ được, nhưng hạ bàn cũng bất ổn, ngã về phía sau, đụng trúng mấy kỳ án. Lý Ngư thả người về phía sau, đầu ngón chân nảy lên, hất mấy chung trà trên kỳ án về hướng Nhiếp Hoan. Nhiếp Hoan, khôi tinh thích đấu, một cái, đã nát mấy chung trà trên kỳ án kia, giơ lên trong không trung, trong miệng hét lớn một tiếng, đánh một quyền về hướng ngực Lý Ngư. Lý Ngư hét lớn, đến hay lắm, rồi đá một cái về phía cú đấm của Nhiếp Hoan. Nhiếp Hoan vội vàng thu quyền phong để đỡ, gã cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, không muốn lui lại phía sau một bước, chỉ muốn dùng đôi tay để ngăn cản một cước này của Lý Ngư, lại không nghĩ một cú đá này Lý Ngư dùng lực rất lớn, đá bay Nhiếp Hoan ra ngoài, bắn vào lan can. Lan can dài lập tức vỡ ra một đường kẽ hở, lung lay muốn nứt vỡ ra. Nhiếp Hoan mượn vào thế lung lay của cọc lan can để nảy người lên, quát to. Ngươi dám làm nhục nữ nhân của ta, ta muốn ngươi chết. Lý Ngư cũng tức giận. Ngươi dám hạ thấp Thiên Diệp, lão tử sớm thấy ngươi không thuận mắt rồi. Phịch phịch, bộp bộp, hai người trường cước giao thoa, trường đánh vào da thịt, âm thanh thật làm người ta kinh sợ. Dương Thiên Diệp tay đang đỡ Thích Tiểu Liên, hai người thích thú vui mừng đi vào trong, nghe thấy âm thanh trên lầu, nhất thời kinh ngạc nhìn lên. Lúc này, hai huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên đang thủ ở cửa trước sau, đã nghe thấy âm thanh ly rơi. Hai huynh đệ sớm đã chờ đến hết kiên nhẫn, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ khảm đầy bảo thạch, Lý Bá Hiên đánh vỡ cửa sổ phía sau, Lý Bá Hảo xông vào cửa trước, vừa thấy Dương Thiên Diệp đứng ở trên sảnh, dường như đang bắt giữ một người, hai huynh đệ hét lên một tiếng bổ nhào tới. Dương Thiên Diệp chưa kịp phản ứng, Lý Bá Hảo và Lý Bá Hiên thân hình dịch hình giao thoa nhau, hai thanh kiếm nhọn đã gác chéo trên cổ của nàng, Lý Bá Hảo nghênh mặt cười to. Tiện nữ, xem ngươi chạy đằng nào. Lúc này, hai vị cô nương lương thần và mỹ cảnh trong tay mỗi người có bê một khay lễ, cười vui vẻ đi vào. Hai vị cô nương giữa lúc vội vàng cũng không kiếm được lễ vật nào khác, nếu mang tấm biển đến chúc mừng khai tiệm thì cần phải có thời gian để chế tác. Thêm vào đó Thường lão đại đã nói rồi, nữ chủ tiệm này hẳn có quan hệ tình cảm với Nhiếp Hoan, cho nên Nhiếp Hoan mới đến chúc mừng. Lễ vật này coi là lễ vật định tình cũng thỏa đáng, cho nên hai vị cô nương từ trong kho bảo lựa chọn ra hai loại lễ vật tự mình cho là thích hợp nhất để tặng. Trên mâm của lương thần là dùng một đôi đồng tâm kết bằng vàng đỏ. Thiên không lão, tình nan tuyệt, tâm giống như đôi lưới tơ, trong đó ngàn sợi kết lại, ý nghĩa cực kỳ đẹp. Trên mâm mỹ cảnh là một đôi mỹ ngọc, làm thế nào để kết ân tình. Mỹ ngọc chế La Anh, hoàn toàn có thể dùng đồng tâm kết để trang trí lên ngọc bội, làm thành một đôi tín vật định tình. Hai vị cô nương bước vào trong đại sảnh, lập tức hô lớn chúc mừng. Chúc mừng chúc mừng, lão đại nhà ta, hở. Mắt nhìn thấy tình hình trong sảnh, hai vị cô nương lập tức ngây người. Lúc này, Lý Ngư ở lầu 2 đang xuất ra công phu, công kích vào hạ tam lộ của Nhiếp Hoan, xông tới nhằm ôm lấy hông của gã. Nhiếp Hoan cũng không hề hàm hồ, khi Lý Ngư bổ nhào tới, thân hình nghiêng sang một bên khuỷu tay đánh vào sau ót của Lý Ngư. Lý Ngư xông lên rất nhanh. Đầu tránh cũng nhanh, một cú đánh vào gáy của Nhiếp Hoan bị trượt, nhưng cũng đụng vào một bên gáy Lý Ngư, làm cho hắn say sầm mặt mày. Lý Ngư từ bên sườn Nhiếp Hoan xông lên, đâm vào lan can đã lung lay, lan can đã nứt vì không thể chịu nổi cú va chạm này của hắn, đã vỡ ra, Lý Ngư thì từ trên lầu lao xuống dưới. A, à, Lý Ngư đầu váng mắt hoa, ngã xuống dưới trước mắt bao nhiêu người, hai tay múa loạn xa, vèo, một tiếng. Trước tiên chạm đến đồng tâm kết trong tay của lương thần cô nương, tiếp theo túm lấy vạt váy của lương thần cô nương xuống, sau đó ngã nhào xuống đất. Lương thần cô nương ngẩn người, may mắn là người luyện võ, trong váy còn mặc một chiếc quần hồ, nếu không ở thời đại không mặc đồ nhỏ chỉ sợ là bị thấy hết rồi, lúc đó cho dù tự sát vì mất mặt trước mặt nhiều người thì cũng không đủ để gột rửa sự thanh bạch. Lý Ngư bị cú ngã này càng choáng váng, hắn vừa ngẩng đầu dậy, lương thần cô nương đã phản ứng lại. Nàng ta kêu thét lên một tiếng, cầm chặt mâm lễ trong tay, đập xuống đầu Lý Ngư, vừa đập vừa hét lên. Đồ khốn kiếp, ta giết ngươi. Trên lầu 2, Nhiếp Hoan nghiêng tránh Lý Ngư. Lý Ngư tuy rằng từ một bên bị xông tới, nhưng cũng không đụng trúng hông của gã. Nhiếp Hoan thân hình ngửa ra sau, hai tay vung mạnh mẽ, liều mạng muốn định trọng tâm trong không trung, rốt cuộc không giữ được lực, hét lên một tiếng, cũng lao xuống dưới lầu. Mỹ cảnh cô nương bưng ngọc bội đứng ngẩn người ở đó nhìn thấy tỷ tỷ bị ức hiếp lại nhìn thấy từ trong không trung rơi xuống một nam nhân, đầu chịu để bị hại giống tỷ tỷ, lập tức xoay người, quét chân một cái. Nhiếp Hoan vẫn chưa rơi xuống,
trong không trung không có cách nào xê dịch, bị Mỹ Cảnh cô nương một cước quét trúng, bắn về hướng hai huynh đệ Lý Bá Hảo, Lý Bá Hiên. Huynh đệ Lý Thị đang giữ kiếm gác trên cổ Dương Thiên Diệp, không muốn thả tiểu tiện nữ này ra, lập tức hét lớn cùng đồng thời uốn cong bước, đưa một tay ra không trung, xuất một chiêu, Hoài Trung Báo Nguyệt. Một chiêu này vốn không hiếm, nhưng vấn đề là một chiêu này vốn do hai cánh tay một người làm ra, nhưng hai người huynh đệ này tâm ý tương thông, bất ngờ đồng thời ra tay, mỗi người ra một cánh tay, phối hợp cực kỳ ăn ý hoàn mỹ hoàn thành một chiêu thức vốn dĩ xuất ra từ một người. Nhiếp Hoan bị hai người vừa vặn tiếp lấy, đập trúng ngực, tức thì cũng đầu óc choáng váng, không phân biệt đông tây. Chợt thấy cảnh tượng như vậy, khách đến chúc mừng ở sảnh đường đều trợn mắt há mồm. Sắc mặt Dương Thiên Diệp rất khó coi. Từ khi quen biết Lý Ngư, dường như hai người chưa có một lần gặp mặt nào là không có chuyện xảy ra cả. Ở Lợi Châu là như vậy, khi còn ở Long Gia Trại cũng là như vậy, khi ở Đại Trấn Quan là như vậy, nay đến thành Trường An rồi, vẫn như vậy. Hắn đúng là sao trời xui xẻo mà. Người ta đã nói hoàn lương, muốn thật thà mở cửa tiệm kiếm sống qua ngày, ngươi lại tới làm gì vậy? Dương Thiên Diệp gườm gườm nhìn Lý Ngư. Lý thị trưởng, việc này là sao vậy? Nô gia mở cửa tiệm làm kinh doanh, đây là ngày đầu tiên khai trương, ngươi cố ý đến làm loạn hay sao? Lý Ngư tay chân luống cuống mở chiếc váy thạch lựu của Lương Thần, vẫn quỳ dạp trên mặt đất chưa dậy được, thở hồng hộc chỉ vào Nhiếp Hoan vừa bị Mỹ Cảnh một cước đá thành gà trọi, đang nổ đom đóm mắt, nói. Cô hỏi gã đi, gã cũng thật quá vô sỉ. Nhiếp Hoan giận dữ, chỉ vào Thích Tiểu Liên, nói. Rốt cuộc ai vô sỉ? Ngươi có những lời lẽ khinh bạc đối với Tiểu Liên cô nương, thật quá vô lễ. Lý Ngư cười lạnh. Ha, chỉ có ngươi được phép ăn nói thô lỗ với Thiên Diệp thôi sao? Ngươi nói được, ta không nói được à? Nhiếp Hoan giãy giụa kêu lên. Nào nào nào, ngươi và ta đại chiến 300 hiệp. Lý Bá Hảo và Lý Bá Hiên vừa nghe đây là cuộc đối đầu của Lý Ngư, vậy thì cứu gã làm gì, lập tức buông lỏng tay, thả Nhiếp Hoan bổ nhào xuống đất. Lý Ngư cười khẩy, làm động tác như muốn nhào về phía trước, Nhiếp Hoan đã từng bị hắn dốc hết sức công kích Hà Tam Lộ, vừa nhìn thấy động tác này của hắn, cũng không đứng lên, lập tức hai tay chống đất, mắt hổ trợn tròn, tư thế công kích. Hai người nhe răng nhếch miệng, hai tay chống đất, khí thế hung hăng, trong những vị khách đến chúc mừng có một vị là họa sĩ, là đệ tử thân truyền của Diêm Lập Bản Diêm Đại Sử, nhìn thấy tình cảnh này, sinh lòng cảm ngộ, về sau dùng cảnh hai người này để vẽ ra một bức họa Càn Long Đấu Khuyển Đồ, Diêm Đại Sư thừa nhận. Đã có kỳ hình, lại có kỳ thần, ngươi đã đạt được chân truyền của ta rồi. Dương Thiên Diệp và Thích Tiểu Liên nhìn nhau, giả vờ cười với nhau, đồng thời bước lên phía trước, nét mặt lạnh băng không vui. Hai huynh đệ Lý Bá Hảo và Lý Bá Hiên lúc này đã cảm thấy không đúng, thu bảo kiếm vốn dĩ đang gác trên cổ của Dương Thiên Diệp, đồng thời không ngăn cản. Thích Tiểu Liên thần sắc lạnh lùng nói. Hoan thiếu, đây chính là ngươi không đúng rồi, Dương cô nương mở cửa tiệm, ngươi ở đây lại ra tay đánh nhau, nào phải đạo khách đến chúc mừng. Nhìn bộ dạng hung hăng này của ngươi, mau chỉnh lý y quan, rồi xin lỗi Dương cô nương. Thích Tiểu Liên nói xong, giơ tay ra đỡ Nhiếp Hoan. Phùng Nhị vội vàng chia tay nói. Cô nương mời bên này, Hoan thiếu mới bên này. Đưa hai người đến phòng kế bên. Dương Thiên Diệp cũng đi đến chỗ Lý Ngư, không vui nói. Lý thị trưởng, nô gia mở cửa tiệm ở chợ Tây, cũng đã đăng ký báo bình thường, lẽ ra phải được sự bảo vệ của trưởng, giờ thì hay rồi, ngược lại Lý thị trưởng đang gây chuyện thị phi trong cửa tiệm của ta, việc này ngài phải cho nô gia một câu trả lời thỏa đáng, không thì nô gia sẽ đi thái thường tự bẩm báo. Dương Thiên Diệp nói xong, bèn giơ tay đỡ Lý Ngư, Lương Thần phía sau tay chân loạn xạ mặc váy vào, vừa nhìn thấy mông Lý Ngư vẫn đang trước mặt, nàng nhấc chân đá một cước vào mông hắn. Khốn kiếp, đi chết đi. Lý Ngư, ui ra, một tiếng, bổ nhào về phía trước. Dương Thiên Diệp nhìn thấy giận dữ, dương chân mày, lườm Lương Thần. Lương Thần một cước đá ra vẫn chưa dừng lại, lại còn muốn đá một cước nữa, Dương Thiên Diệp không chút nghĩ ngợi, một cước đá bay ra chân chạm vào nhau, liên tiếp ba cái, từng người lung lay, lùi lại hai bước. Dương Thiên Diệp nghiêm mặt. Lý thị trưởng chỉ là từ trên lầu té xuống, bị thất thế, bản năng túm loạn xạ. Cô nương hà tất phải ra tay nặng như thế? Lương Thần kinh nghi bất định, vị nữ chủ tiệm này biết võ công, hơn nữa võ công rất giỏi. Dương Thiên Diệp nói xong, trên tay tăng thêm chút lực, túm lấy Lý Ngư, kéo hắn về phía phòng bên kia nói. Lý thị trưởng, ngươi phá hủy ngày lành của ta, việc này, ngươi phải trả lại công đạo cho ta.
Hừ, chúng ta vào trong nói chuyện. Nói xong, bèn kéo Lý Ngư đi vào trong. Trong căn phòng bên phải, Thích Tiểu Lưu dùng khăn tay lau nhẹ nhàng vết bầm trên má Nhiếp Hoan. Nhiếp Hoan, ui ra, một tiếng, nói. Nhẹ một chút, đau quá. Đau cái gì, hứ? Thích Tiểu Liên vừa đau lòng, vừa tức giận. Vừa nãy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngày tốt, cửa tiệm này kinh doanh ngài và ta cũng có phần, tại sao lại ra tay với người ta? Nhiếp Hoan thở hồng hộc nói. Tên Lý Ngư cũng quá vô lễ, hắn ta có lời khinh bạc đối với nàng, ta nào có thể nhịn được cơn tức giận này. Thích Tiểu Liên vừa nghe, trong lòng càng giận, nói. Ngài cũng biết rồi, ta kinh doanh bán tiếng cười, bị người khách bình phẩm từ đầu đến chân, vốn dĩ là trong dự liệu. Nhiếp Hoan trừng mắt gấu trúc lên, hùng hồn nói. Nói ngay mặt ta thì không được. Thích Tiểu Liên nhẹ nhàng lau gương mặt gã, ôn hòa nói. Được rồi, người ta biết ngài thương ta, nhìn thấy ngài bị thương như vậy, ôi. Ngài cũng thật là, ngài thường luôn nói bản lĩnh ngài lớn bao nhiêu, lại bị tên tiểu nhân vật đánh thành như vậy. Nhiếp Hoan cười lạnh nói. Tiểu tử kia chỉ là hạ bàn công phu khá thôi, ta nay đã biết, động thủ nhất định phải làm cho hắn đẹp mặt. Thích Tiểu Liên vui mừng. Đây mới là nam nhân mà Thích Tiểu Liên ta thích, người đó vô lễ với ta, lần sau ngài tìm lý do, để đánh chết hắn, đánh hắn tàn phế. Còn đau hay không, ta lại không mang theo thuốc trị thương, để ta lập tức sai người đi mua thuốc về bôi cho ngài. Nhiếp Hoan túm lấy eo nhỏ của nàng ta, gương mặt bầm tím cười tươi rói. Chỉ có nàng thương ta, nào, hôn ta một cái đi. Hứ, ai thương ngài? Thích Tiểu Liên khẽ gắt lên, yếu đuối nằm trong lòng Nhiếp Hoan, hai người nhất thời triền miên. Trong căn phòng bên trái, Dương Thiên Diệp siết cổ tay của Lý Ngư, vừa mới nãy kéo hắn vào trong phòng, lại đẩy hắn về phía trước, chân móc ra phía sau, đóng cửa phòng lại. Dương Thiên Diệp nổi giận đùng đùng nói. Ngươi có phải cố ý làm loạn, muốn khiến cho cửa tiệm của ta không mở được đúng không, sợ thân phận của ta làm phiền hà ngươi à? Lý Ngư mở to mắt phải bầm đen liếc nàng, nói. Cô nghĩ nhiều rồi, ta nếu như sợ phiền phức, lúc đầu đã không giúp cô trở về quan trung. Dương Thiên Diệp nghĩ cũng có lý, không nhịn được hỏi. Vậy hà cớ gì ngươi lại đánh nhau với Nhiếp Hoan, hắn nói ta cái gì? Lý Ngư nói. Hắn ta nói cô khô quắt, thân hình không đẹp. Dương Thiên Diệp giận dữ, cười lạnh nói. Một tên mù thôi mà, biết được cái gì gọi là Minh Châu, cái gì gọi là Mỹ Ngọc chứ? Nếu không phải ta muốn mở tiệm ở chợ Tây, cần người chống lưng, há sẽ tới lui với loại thất phu phố phường như hắn ta hay sao? Lý Ngư lúc này mới hiểu rõ mối quan hệ giữa Dương Thiên Diệp và Nhiếp Hoan, trong lòng vui mừng, nói. Quan huyện không bằng hiện quản, cô muốn mở cửa tiệm ở đây, tìm ta là được, hà tất phải bỏ gần cầu xa chứ? Dương Thiên Diệp trừng mắt nói. Ta nào biết được ngươi trở thành trưởng Tây thị thử, sớm biết vậy, cũng không cần cho gã ta chút cổ phần không công rồi. Nói đến đây, Dương Thiên Diệp có chút vui mừng nói. Ngươi vì điều đó, mà ra tay đánh nhau với hắn ta à? Lý Ngư lắc đầu nói. Nào có như vậy, ta tuy không vui, nhưng cũng không phát tác bừa bãi như vậy. Lúc nãy, cô dẫn theo một nữ tử vào trong cửa tiệm, ta nhìn thấy người con gái đó mới vào. Nhiếp Hoan mặt lộ vẻ mỉm cười, dường như có mối quan hệ với nàng ta, ta cố ý nói về cô nương đó, nhằm chọc tức hắn ta, chọc cho hắn ta giận dữ, khích hắn ta ra tay. Dương Thiên Diệp cười nói, vì cô nương đó là đệ nhất danh ký phường Bình Khang Thích Tiểu Liên cô nương, tư thái phong lưu, dung mạo không gì sánh bằng, thật sự xinh đẹp, ngươi cũng không phải dối lòng nói là không đẹp chứ. Lý Ngư nói, ta không nói là nàng ta không đủ đẹp, Nhiếp Hoan nói cô ngực cũng phẳng, mông cũng nhỏ, khô quắt queo không đẹp, ta là cố ý muốn nói Tiểu Liên cô nương đó ngực to, mông cũng căng, nhất định là trải qua rất nhiều cuộc mây mưa, thảo nào phong tình vạn trùng như thế. Dương Thiên Diệp không phải không tán thành, chua xót nói. Thật sự có xinh đẹp như vậy sao? Ta ngược lại không cảm thấy gì. Nàng suy nghĩ cẩn thận, giờ mới hiểu ra được trải qua rất nhiều cuộc mây mưa, là có ý gì, mặt cười ửng hồng, khẽ gắt một hơi nói. Ngươi nói chuyện cũng quá khinh bạc, chẳng trách người ta giận dữ. Dương Thiên Diệp liếc mắt nhìn vết thương trên người Lý Ngư, vội vàng từ trong ngực lấy ra một hộp thuốc trị thương. Nghề mà nàng kiếm sống không giống với Thích Tiểu Liên, bên người có mang theo thuốc trị thương, vội vàng mở hộp ra, dùng ngón tay tách ra, cẩn thận bôi cho hắn, vừa nói. Ngươi thật là, xem ngươi bị đánh thành như vậy, ta thấy người đó bị thương còn nhẹ hơn so với ngươi,
Nếu không phải là lúc té ngã đụng trúng người ta, ngươi sẽ còn đau hơn đấy. Lý Ngư trêu đùa. Công phu của cô thật lợi hại, không bằng cô giúp ta. Dương Thiên Diệp trừng mắt nói. Ta với hắn ta hợp tác làm ăn, sao lại có thể động thủ với hắn ta được? Người này nhận trắng cổ phần của ta, còn vô lễ với ta như vậy, lần sau nếu như ngươi tìm được cơ hội, đánh hắn cho ta. Người này cứng rắn, công phu mạnh, ngươi chớ liều lĩnh, có thể dùng tiểu xảo công phu để đánh nhau, chờ hắn ta mệt rồi, thì dạy cho hắn ta một bài học. Trong đại sảnh, huynh đệ Lý Thị nhìn Lương Thần đá Lý Ngư một cước về phía trước, nhất thời nảy sinh ra địch ý đối với Lương Thần, Mỹ Cảnh, cho rằng hai người tới để đối đầu. Lương Thần Mỹ Cảnh là cặp song sinh. Thấy huynh đệ họ tuy không phải là song sinh lại có 7-8 phần giống nhau, nhìn cũng có hứng thú, không khỏi quan sát hai người họ. Hai cô nàng làm như thế, ngược lại khiến cho huynh đệ Lý Thị thêm hiểu lầm, hai huynh đệ cầm kiếm, nóng lòng muốn thử, mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhưng mãi không thấy cặp cô nương đó ra tay, Lý Bá Hào hỏi. Ngươi nhìn gì thế? Mỹ Cảnh nhìn thái độ kiêu ngạo của y, ngạo nghễ nói. Cứ nhìn ngươi đó, thì sao? Hai bên bốn mắt nhìn nhau. Hầm hè như muốn ra tay, các khách mừng khẩn trương tản ra xung quanh, để tránh bị thương. Mặc đại tổng quản tức thì đau đầu, vội vàng đứng ra giữa, hai tay trái phải đẩy ra, cất cao giọng nói. Chư vị, bình tĩnh một chút, à, cô nương. Mặc tổng quản nói đến đây, nhìn thấy Dương Thiên Diệp cùng Lý Ngư từ trong phòng nghỉ đi tới, vội vã tiến lên phía trước. Lúc này, Thích Tiểu Liên cùng với Nhiếp Hoan trong phòng nghỉ bên phải song song đi ra, Nhiếp Hoan còn lười biếng chùi miệng. Hai bên gặp mặt, Tiểu Liên liền cười khanh khách tiến lên trước nói. Ôi chao, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Nô gia và Nhiếp Hoan biết nhau, mới vừa nghe ngài ấy nói, chỉ là vị Lý Lang Quân đó có chút hiểu lầm nhỏ, nên ra tay động thủ với nhau, hài, những nam nhân này thật là phiền. Dương Thiên Diệp thản nhiên nói. Đúng thế, bỏ đi, nô gia cũng không trách họ gây loạn ở đây, tuế tuế bình an, đánh vỡ đồ đạc, cũng coi như là điểm tốt. Chẳng qua, có câu nói hòa khí sinh tài, Hoan thiếu, Lý Lang Quân, ta và Tiểu Liên cô nương làm người hòa giải, hai vị nắm tay giải hòa đi. Lý Ngư và Nhiếp Hoan liếc nhìn nhau, giả vờ cười. Thích Tiểu Liên cùng Dương Thiên Diệp vén tay áo lên, hai gã đàn ông vừa đấu nhau như gà trọi lập tức thân thiết vỗ lên vai nhau, giống như đôi bạn tốt. Lương Thần, Mỹ Cảnh vừa nhìn thấy chủ cửa tiệm đến, vội vàng dâng lên lễ vật. Hai nàng bê lên khay đến gần Dương Thiên Diệp, Lương Thần bèn cười nói. Chúc mừng quý tiệm khai trương đại cát, chủ nhân nhà ta Thường đại gia nghe nói cô nương mở cửa tiệm ở chợ Tây, lại có Hoan thiếu đại giá quang lâm, không khỏi vui mừng, đặc mệnh hai chúng ta dâng lễ. Mỹ Cảnh hơi kéo tay áo nàng lại. Tỷ, dừng lại, hình như không đúng rồi. Lương Thần ngẩn người, quay đầu lại hỏi. Cái gì không đúng? Mỹ Cảnh nói vậy, Lương Thần quay đầu lại nhìn, thì thấy Dương Thiên Diệp và Thích Tiểu Liên đứng sánh vai cùng nhau, tay nắm tay. Cười ngọt ngào. Lý Ngư đứng trước Dương Thiên Diệp, Nhiếp Hoan đứng trước Thích Tiểu Liên, hai mắt nhìn lên lễ vật trên khay các nàng, hai khuôn mặt một xanh một tím kéo miếng vải dài qua. Ồ, dường như thực sự không đúng rồi, cách đứng của họ. Lương Thần cũng lập tức phát giác ra không đúng, nhìn tình hình này, Nhiếp Hoan và Thích Tiểu Liên đáng lẽ mới là một đôi, mà Dương cô nương và Lý Ngư. Dương Thiên Diệp chần chờ nhìn mâm lễ vật trong tay mình, nghi ngờ nói. Đồng tâm kết xích kim, ngọc bội yến song phi là Thường lão đại tặng cho ta. Lễ vật mừng khai trương của ta. Khai trương cửa tiệm tặng đồng tâm kết, yến song phi, đây là lễ vật gì vậy? Tệ hại thật, xảy ra rắc rối này, chỉ sợ sẽ gây ra sự cười nhạo. Lương Thần, Mỹ Cảnh đầu óc xoay chuyển thật nhanh, Mỹ Cảnh nhanh trí bưng ngọc bội chạy lên trước, cười nói. Đúng vậy, Dương cô nương, đây là yến song phi, là chúc mừng cô nương khai trương đại cát. Buôn bán thịnh vượng, thanh danh lan xa, tài bạch danh vọng như đôi yến bay cao. Dương Thiên Diệp càng khó xử, giải thích này cũng quá gượng gạo, trên ngọc bội kia còn khắc một đường chữ nhỏ, một câu, nắm tay nhau, một câu, đi đến bạc đầu, cái này cũng có thể kéo theo kinh doanh đi lên ư. Lương Thần phúc trí tâm linh, lập tức bước lên một bước, tay áo che trên khay, đẩy lại hai miếng đồng tâm ở vị trí trung tâm trên đồng tâm kết, cười hì hì nói. Cái đồng tâm kết là chủ nhân nhà ta tặng quà cho Hoan thiếu. Hoan thiếu lời nói tín nghĩa, hành vi tất quả, đã hứa ắt thành, khinh tài trượng nghĩa, là thiếu hiệp đệ nhất thiên hạ. Chủ nhân nhà ta kính ngưỡng đã lâu, nay túc hạ quang lâm chợ Tây, cho nên tặng đồng tâm vàng này, cái này, là quà mừng cho huynh đệ Hoan thiếu.
Lương thần, Vĩ Cảnh cũng tự biết giải thích gượng gạo, nói xong liền cười khan. Dương Thiên Diệp cùng với Thích Tiểu Liên nhíu chân mày lại một cái, Nhiếp Hoan ngửa đầu cười to ba tiếng, tiến lên nhận lấy đồng tâm kết, cười nói. Ha ha ha, vì cô nương này cực khổ rồi, ta nghĩ, Thường lão đại nhất định không phải ý này. Nhiếp Hoan vừa dứt lời, kẹp lên một đồng tâm kết, bèn móc trên cái eo nhỏ của Thích Tiểu Liên, lại quay lại một cái khác đeo ở giữa hông mình. Nhìn thấy hành động như vậy của gã, cả sảnh nhất thời xôn xao. Thích Tiểu Liên cũng sợ ngây người, nhìn Nhiếp Hoan, sắc mặt không dám tin, lắp bắp nói. Nhiếp Hoan, ngươi. Nhiếp Hoan cầm tay nàng lên, thành khẩn nhìn vào mắt nàng ta, nói. Trước kia, là ta không quá nghĩ cho nàng, nàng và ta đã định tình chung thân mà ta còn để nàng ở dáng chân lầu, chịu đựng bao nhiêu những lời đùa cợt trêu chọc, đủ loại oan ức đều cất giấu ở trong lòng. Sau này, sẽ không như thế nữa. Thích Tiểu Liên còn muốn nói, ngón tay của Nhiếp Hoan đã đè trên môi nàng, kìm lại lời nàng muốn nói ra, dịu dàng nói. Chuyện ở dáng chân lầu, để ta giải quyết, nàng chớ lo lắng. Nhiếp Hoan cầm tay Thích Tiểu Liên, chậm rãi nhìn mặt mọi người, uy nghiêm nói. Nhiếp mẫu nguyện cùng Tiểu Liên cô nương vĩnh kết đồng tâm, bạc đầu giai lão, nàng chính là nữ nhân của ta, ai có lời nói làm nhục nàng, chính là làm nhục Nhiếp Hoan ta. Môn hạ Nhiếp Hoan 3000, sẽ cùng kẻ đó không chết không thôi. Thật là bá đạo uy phong, cả sảnh đường xôn xao, trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào, như sắp làm Càn Long cư, nổ tung. Một Nhiếp Hoan, một Thích Tiểu Liên, đều là nhân vật quan trọng giữa phố Trường An, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt chứng kiến được một câu chuyện như vậy. Tất cả khách đến mừng mắt sáng lên, đều cảm thấy chuyến này không uổng công, hôm nay trở về, có cái để kể rồi. Thích Tiểu Liên nhìn Nhiếp Hoan, môi run rẩy, lệ nóng làm mờ đôi mắt. Tên lãng tử này, cuối cùng chịu thừa nhận thân phận của nàng rồi ư. Cho tới nay, Thích Tiểu Liên kỳ thực đều luôn tự ti, chưa bao giờ dám nói với gã lấy thân báo đáp, rất sợ một khi nói rõ ý này, sẽ không kiềm chế được con ngựa hoang này. Hôm nay, Thích Tiểu Liên lúc này đối với Lý Ngư thật sự cảm kích vô cùng, nếu không bởi vì lời trêu chọc của hắn, kích thích Nhiếp Hoan, thì tên lãng tử này chỉ sợ còn phải do dự, không chịu bày tỏ tâm ý với nàng. Dương Thiên Diệp nhìn thấy đôi ngọc bội chấp tử chi thủ, nhìn lên thấy có một đôi tình nhân đang cầm tay nhau, chỉ cảm thấy tay như nặng ngàn cân, như không thể cầm lên được. Lý Ngư nhìn nàng cười ha hả, tiến lên một bước giành nhận lấy ngọc bội. Dương Thiên Diệp giật mình, rất sợ Lý Ngư cũng đứng trước mặt mọi người mà bày tỏ như vậy, nàng sẽ thật sự không biết nên xử trí thế nào. Lại nhìn thấy Lý Ngư túm lấy ngọc bội, nhét vào trong tay nàng, cười nói. Thường lão đại có ý tốt, Dương cô nương hãy nhận lấy. Lý mỗ là thị trưởng chợ Tây, sau này có phiền phức gì, cô nương chỉ cần nói một tiếng, Lý mỗ nhất định an tiền má hậu, ra mặt giải quyết. Những lời nói này của Lý Ngư cũng coi như bày tỏ lòng ủng hộ đối với việc Dương Thiên Diệp mở cửa tiệm ở chợ Tây này rồi, hơn nữa cũng không có đột nhiên rút ra lời cầu hôn lãng mạn để khiến cho nàng không xuống đài được. Nhưng Dương Thiên Diệp không biết tại sao, đồng thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng vô cùng trống rỗng, thất vọng, thậm chí tức giận. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Lý Ngư, Dương Thiên Diệp có một cảm giác muốn ném ngọc bội vào bản mặt hắn. Lý Ngư rõ ràng thấy được ý không vui trong đáy mắt Dương Thiên Diệp, bèn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng. Dương Thiên Diệp cười nhạt, bước lên trước một bước, chắp tay thi lễ về hướng Mỹ Cảnh. Thiên Diệp có tài đức gì, có thể để Thường lão gia xem trọng như vậy, ngày khác Thiên Diệp đích thân đến, đồng ly hạ, thăm viếng Thường lão gia. Lý Ngư đứng một bên, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Dương Thiên Diệp tiến lên một bước, vạt quần liền che đi mũi chân của nàng, mà bước chân của Dương Thiên Diệp, lập tức nặng nề dẫm trên bàn chân của Lý Ngư, dí mạnh xuống. Lý Ngư bị đau, chỉ có thể chấn định, nếu không sớm đã vỡ kêu đau thành tiếng rồi. Lý Ngư hậm hực trong lòng, không phải chỉ đụng hư lan can lầu nhà cô sao, sao lại báo thù như vậy, nha đầu thối này, đầu óc sao mà nhỏ nhen thế không biết. Trừ Long tướng khoác áo bào, chân trần ngồi xếp bằng trên tháp, trên mấy kỳ án trước mặt bày mấy đĩa rau cải, còn có một mâm cơm, cũng còn thừa lại hơn một nửa. Trừ Long tướng là người tập võ, lượng cơm ăn khá lớn, bình thường không ngày nào không vui. Từ sau khi thủ hiếu, dựa theo Lý Ngư nói, áo gai ăn chay, đóng cửa không ra, thành kính thủ hiếu, hai tháng khó khăn như thế, mồm miệng cũng nhạt đi nhiều. Nhưng lòng hiếu thuận của y đối với mẫu thân là thật không phải giả, không chịu bỏ đi quy củ thủ hiếu, chỉ là hàng ngày đều có cảm giác một ngày bằng một năm.
Mắt nhìn thấy quy định thủ hiếu 100 ngày hoàng đế định ra cho mình đã thực hiện được 2/3, khoảng một tháng nữa là hết hạn thủ hiếu, mọi thứ thoải mái hơn, trừ đại tướng quân vô cùng vui vẻ. Y ngồi xếp bằng trên giường, nhìn chằm chằm vào mâm cơm trước mặt, thèm ăn đến nỗi hai mắt dần dần phát sáng, mâm thô lương đó dường như trở thành một cái bánh nhân thịt cừu chín, bên trong còn để sốt tiêu, quét một ít bơ, thực sự là... Trừ đại tướng quân nuốt nước bọt, ừng ực, một tiếng, bụng kêu ọc ọc. Lúc này một chó mực sủa một tiếng chui vào cánh cửa khép hở phía trước, nhìn xung quanh tứ phía, ngồi chồm hổm trên đất, thè chiếc lưỡi ra, nhìn Trừ đại tướng quân. Trừ đại tướng quân trước tiên ngẩn người, tiếp đó thốt nhiên giận dữ, y nhảy lên, từ trên tường tháo xuống một bảo đao thất tinh, giống lớn một tiếng. Nghiệt xúc, tự tìm cái chết sao? Trừ đại tướng quân vung đao lên, con chó đen đó giật bắn mình, quay đầu chạy, sủa ảng lên chui ra khỏi cửa phòng. Trừ đại tướng quân giận không kìm được, đi bằng chân trần, giơ đại đao đuổi theo ra cửa. Con nghiệt xúc này, đụng đến hiếu kỳ của Trừ mổ. 100 ngày, 100 ngày đó, chỉ còn một tháng nữa là hết, mày lại chạy vào đây, lão tử lại phải thủ hiếu lại từ đầu. A, tao phải giết mày, giết mày. Con chó kia cụp đuôi chạy vào trong sân, nhìn thấy chủ nhân nhà mình đang ở phía đối diện, vui mừng sủa một tiếng, chui vào sau quần của nàng. Đại quản gia Trừ Phủ dẫn Long Tắc Tắc đang đỡ bụng đi vào trong viện, vừa nhìn thấy Trừ đại tướng quân chân trần áo gai, đầu bù mặt bừa, tay cầm đại đao, kêu la như sấm, không khỏi ngẩn người đứng ở đó. Trừ Long tướng thấy hai người cũng ngẩn ra, run sợ nói. Nữ nhân này là người nơi nào, tại sao xuất hiện ở đây? Đại quản gia đang trừng mắt há miệng, vội vàng tiến lên trước giải thích. Đại tướng quân, nữ nhân này là phu nhân của Lý Ngư Lý Lang Quân, từ Lũng Hữu đến Trường An tìm người thân. Chỉ là Lý Lang Quân cư trú ở nơi nào, lão nô cũng không biết được. Nghĩ hẳn khi Lý Lang Quân rời đi đã từng nói với đại tướng quân biết, do vậy mà đến trước để hỏi. Trừ Long tướng, ồ, lên một tiếng, quan sát Long Tắc Tắc mấy lần, nói. Ngươi là phu nhân của Lý tiên sinh. Long Tắc Tắc phúc lễ. Đúng vậy, Lũng Hữu Long Tắc Tắc, bái kiến Trừ đại tướng quân. Trừ Long tướng nói. Ngươi đang có mang, không cần đa lễ. Có việc gì, ngươi chờ đã, chờ ta chém đầu con chó kia đã. Long Tắc Tắc kinh ngạc nói. Không biết quân sư nhà ta đã động chạm gì đến đại tướng quân, tại sao phải chém đầu nó? Trừ Long tướng giận dữ. Con chó này là ngươi nuôi, lẽ nào lại như vậy? Hoàng đế mệnh ta thủ hiếu 100 ngày, theo ta thấy đã qua hơn 2 tháng, sắp hết kỳ thủ hiếu rồi. Ai ngờ con chó nhà ngươi lại vào trong phòng ngủ của ta, phá hủy việc thủ hiếu của nhà ta, hôm nay ta nhất định phải chặt đầu con chó kia, để giải tỏa mối hận trong lòng. Long Tắc Tắc và đại quản gia trố mắt nhìn nhau, sắc mặt xám xịt. Sau chốc lát, đại quản gia mới nghi ngờ nói. Đại tướng quân, con chó đen này sao lại đụng chạm đến việc thủ hiếu của đại tướng quân vậy? Trừ đại tướng quân nổi giận đùng đùng, chỉ vào con chó mực kia, con chó mực mới từ sau người Long Tắc Tắc thò đầu ra, lập tức phút chốc lại thụt đầu lại. Trừ đại tướng quân nói. Nó xông vào phòng của ta. Long Tắc Tắc không hiểu nói. Quân sư nhà ta xông vào phòng đại tướng quân, sao lại có thể đụng chạm tới việc thủ hiếu của đại tướng quân chứ? Trừ Long tướng giận dữ nói. Một cô gái trẻ tuổi như ngươi, không biết lễ phép. Lý tiên sinh đã từng nói với ta, phải mặc vải thô, không ăn thức ăn mặn, ở một mình một phòng, vì mẹ mà thủ hiếu 100 ngày. Ở một mình, hiểu rõ chưa? Con chó mực này xông vào gian phòng của ta, làm hư chữ, độc, này của ta, như thế có phải đáng chết hay không? Long Tắc Tắc cùng với đại quản gia nhìn nhau một hồi, ánh mắt mê man, như vẫn không hiểu. Trừ đại tướng quân nổi giận đùng đùng nói. Như này các ngươi vẫn chưa hiểu à? Con chó này làm hư hiếu kỳ của ta, Trừ mỗ nhất định phải chém nó. Long Tắc Tắc vội vàng giang hai cánh tay bảo vệ quân sư. Từ từ đã, đại tướng quân. Khi thủ hiếu ở một mình trong phòng, thành kính thủ hiếu không phải giả. Chẳng qua ở một mình, cũng không phải là nói từ đầu đến cuối không thể có người nào khác hoặc xúc vật khác vào phòng của ngài. Đại quản gia vốn dĩ không dám nói thêm gì, nghe thấy Long Tắc Tắc lên tiếng, lúc này mới bảo gan nói. Đúng vậy đại tướng quân, ngài nói thí dụ như, một hộ người nghèo mà có 3 hiếu tử, cũng chỉ có 1 căn phòng, chẳng lẽ vì thủ hiếu, còn phải mượn tiền để lấy thêm 2 gian phòng nữa? Để cho 3 người phân ra mỗi người 1 phòng để thủ hiếu hay sao? Trừ Long tướng thủ hiếu hơn 2 tháng nay, ngay cả tắm cũng chưa hề tắm qua,
Nghe thấy ông ta vừa nói vậy, đầu óc cũng mơ màng. Không phải chứ, vậy ở một mình, là ý gì? Đại quản gia tằng hắng một cái, tiến lên trước hai bước, nhón chân tiến tới bên tai Trử đại tướng quân, nhỏ giọng nói. Đại tướng quân, việc ở một mình này, chỉ là thời kỳ thủ hiếu không thể cùng vợ động phòng, không thể vui vẻ với nữ nhân khác thôi. Đại quản gia nói xong, da mặt co giật mấy cái, trong lòng thầm nói. Khó trách đại tướng quân đều đuổi hạ nhân trong phòng nay ra ngoài, chỉ cho phép chúng ta mỗi ngày đến đưa thức ăn, đổi thùng ngựa, hơn nữa còn nghiêm cấm chúng ta vào gian phòng của người, đều phải giao tiếp trước cửa. Hóa ra, đại tướng quân hiểu chữ, một mình, là như vậy. Trừ đại tướng quân há to miệng, a, à, một hồi lầu, chợt vỗ sau ót một cái, đổi giận thành vui nói. Thì ra là như vậy, hóa ra là như vậy, hóa ra là lão phu hiểu sai rồi, hại ta không dám nói chuyện với nhiều người như vậy. Muốn đến trong sân làm vài quyền cước, cũng đều đuổi bọn hạ nhân ra ngoài, để cầu một chữ, độc. Đại quản gia nghe thấy dở khóc dở cười. Trừ Long tướng vui mừng một hồi, nghiêm sắc mặt, nói với Long Tác Tác. Tiểu nương tử muốn tìm phu quân ngươi đúng không? Bổn tướng quân đang trong thời gian thủ hiếu, không phải làm công vụ, lang quân của ngươi đã rời khỏi Trừ phủ, nay ở đâu, ta cũng không biết. Ồ! Trừ Long tướng vỗ sau ót một cái, mắt sáng lên. Đúng rồi, ngươi đi Bắc Thành đi, bên phải đường Khâm Thiên Giám, có vị Tô Hữu Đạo Tô tiên sinh chế ô, đã từng được Lý tiên sinh giúp đỡ, ngươi đi tìm ông ta, có thể hỏi được tung tích của Lý tiên sinh. Long Tác Tác vui mừng, nàng ta ngàn dặm đi tới, chỉ biết Lý Ngư đi cùng với Trử Long tướng về Trường An, lại không nghĩ tới khi đến Trử phủ, Lý Ngư đã sớm rời khỏi, trong lòng thất vọng vô cùng, lúc này nghe thấy Trử Long tướng nói thế thì vô cùng sốt ruột, không khách sáo gì vội vàng cáo từ. Dẫn theo quân sư vội vàng rời khỏi. Trử Long tướng một mình đứng ở trong sân, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm. Hóa ra là như vậy, hóa ra là như vậy. Lão Trử ta hỏi không đủ tường tận, hằng ngày chịu khổ nhiều rồi. Đại quan gia đưa vị Long tiểu nương tử ra khỏi cửa phủ, một đội quân ngoài cửa, cao đầu đại mã, đau thương đầy đủ, hai nha hoàn Vô Tình Lang và Phụ Tâm Hán đang đứng trước xe, vừa nhìn thấy nàng quay trở ra, vội vàng bước xuống, vén màn kiệu lên. Hết tập 21.